chương 1680, kiếm chém bá chủ hạ. Sáng thế cảnh cùng hằng hà cảnh, là cách một rãnh trời, cho dù cường đại như hắn, về mặt lực lượng có thể vượt qua rất nhiều ma chủ vừa đột phá, nhưng nếu đánh nhau, hắn tuyệt đối không thể là đối thủ. Đây là thiên địa đại đạo áp chế, trừ khi hắn tu ra càng nhiều ngôi sao, hình thành biến chất. Ngay cả hắn cũng không thể kích hoạt một ma khí, phóng ra hoàn toàn uy năng, tại sao một con run dế có thể làm được. Nhưng vào giờ phút này, đàm nhất không có thời gian đi giật mình, vội vàng xoay người bỏ chạy. Đấu với lực lượng của sáng thế cảnh, hắn vẫn không có tư cách này. Phốc, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều phun ra ngoài, đặc biệt là bốn người đàm ra, đều là vẻ mặt như gặp quỷ. Kia là đàm nhất A, ở trong rất nhiều thiên kiêu của cấm địa cũng có thể đứng vào hàng đầu, nhưng ngay cả cùng lăng hàn chính diện giao phong cũng không dám. Đó là, ma kiếm, có người run giọng nói, đều cắn đầu lưỡi, ma kiếm hoàn toàn kích hoạt, chẳng trách đàm nhất muốn chạy trốn, ma kiếm hoàn toàn kích hoạt liền tương đương với một ma chủ, cái này há lại là đàm nhất có thể đối kháng. Ta đề, lăng hàn nhe răng, nguyên lực cả người hắn, bao quát thể lực đều bị tiên ma kiếm hút hết sạch, mỗi một đạo hoa văn trên thân kiếm đều đang phát sáng, lưu chuyển ra khí tức chân áp vạn cổ. Xeo, tiên ma kiếm tự mình bay ra, chém về phía đàm nhất, tốc độ nhanh kinh người. Ma chủ một bước chính là ngàn tỷ dặm, tiên ma kiếm đương nhiên sẽ không thua kém, đàm nhất làm sao chạy thoát. Gặp chiêu kiếm này chém tới, đàm nhất không thể làm gì khác hơn là xoay người lại toàn lực đối kháng xoay người đón đánh hắn còn có một tia hy vọng nhưng nếu một mực chạy trốn hắn chỉ có một con đường chết hắn hét lớn một tiếng hết thảy ngôi sao đều tỏa ra lực lượng to lớn vô tận theo hắn đấm ra một quyền đón đánh tiên ma kiếm Vù, tiên ma kiếm hơi dừng lại một chút chạn tất cả mọi người kinh hãi đàm nhất đây là muốn nghịch thiên rồi thậm chí có thể đối kháng ma khí đàm nhất cũng vừa mừng vừa sợ Chính hắn cũng có chút không quá tin tưởng, hắn lại mạnh mẽ như vậy, nhưng ở một khắc tiếp theo, trên mặt hắn liền biến sắc, bởi vì tiên ma kiếm lại di chuyển, từng điểm từng điểm tiến về phía trước, đâm tới cổ họng của hắn. Cái này, đây căn bản là đang trêu hắn a, cái này là bảo khí gì a, không chỉ thông linh, hơn nữa còn rất thiếu đạo đức, lại trêu người như thế. Lăng Hàn cũng không còn gì để nói, tiên ma kiếm là hắn một tay ôn dưỡng, tăng lên tới, khẳng định vật giống chủ nhân, là học được từ hắn hắn có độc địa như thế sao? Lăng Hàn không khỏi để tay lên ngực hỏi lòng, có chút trột dạ. Tiên ma kiếm một tấc một tấc bước rơi, đàm nhất thì mồ hôi lạnh chảy dòng, hắn rõ ràng cảm giác được tử vong đến gần, để hắn tim mật lạnh lẽo. Cái này cùng hắn có phải là thiên kiêu hay không không quan hệ, mỗi người đều sợ chết, Lăng Hàn cũng sợ, chỉ là có chút thời điểm hắn thả rằng chết cũng sẽ chiến đấu đến cùng. Không, đàm nhất giống to, hắn là thiên kiêu của đàm gia, tương lai sẽ đi tiên vực, làm sao có thể chết ở chỗ này, còn chết ở trong tay của một con run dế. Hắn đem hết toàn lực, ngay cả bản nguyên cũng bốc cháy lên, lúc này không liều liền vĩnh viễn không có cơ hội. Nhưng ở trước mặt tiên ma kiếm hoàn toàn kích hoạt, hắn là không hề có cơ hội, cho dù hiện tại tiên ma kiếm còn chỉ là cấp 17. Phốc, tiên ma kiếm chậm chậm hạ xuống, nhưng thế không thể chặn đâm vào lồng ngực của hắn, sát khí phun trào, bắt đầu hủy diệt sinh cơ. Đàm nhất cúi đầu nhìn lồng ngực nơi tiên ma kiếm đâm, trên mặt che kín không cam lòng, hắn đưa tay ra muốn nắm cái gì, nhưng lập tức bất lực rủ xuống. Một đời thiên kiêu, liền kết thúc như vậy, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Kỳ thực, sau khi tiên ma kiếm phát huy, kết quả này là nằm trong dự liệu. Nhưng cường giả hằng hà cực cảnh tu ra hơn 2 triệu ngôi sao là thưa thất cỡ nào, thậm chí so với ma chủ còn khó hơn, vừa mới gặp liền ngỏm rồi, cái này thực để người không thể nào tiếp thu được. Không, bốn người đàm ra kêu sợ hãi, đây chính là thiên kiêu kiệt xuất nhất của đàm ra đời kế tiếp, được gia tộc ký thác kỳ vọng cao, nhưng lại ở trong một bí cảnh, bị một con run dế chém xuống. Người đã xông ra họa lớn ngập trời, một người đàm ra chỉ vào lăng hàn, còn không mau tự vẫn tả tội. Lăng hàn gãi gãi đầu, tuy lực lượng của hắn bị tiên ma kiếm lấy ra sạch sành xanh, nhưng thể lực không giống nguyên lực, tốc độ khôi phục cực nhanh, chỉ ít để hắn có thể đứng chắc chắn, không đến nỗi đặt mông ngồi trên đất. Mấy người này đầu óc có vấn đề sao? Nếu như hắn sợ đàm ra, còn có thể làm thịt đàm nhất sao? Các ngươi lại kỳ kỳ méo mó, ta liền làm thịt các ngươi. Lăng Hàn trừng mắt lên, sát khí lưu chuyển, hắn cũng không phải người thích giết chóc, sẽ không bởi vì bốn người này làm ra động tác khiêu khích hắn liền hạ sát thủ, nhưng nếu bọn họ không biết phân biệt, hắn nhân từ cũng có giới hạn. Bốn người đàm ra vội vã ngậm miệng lại, thực lực của bọn họ đều kém xa đàm nhất tít tắp, sao dám đối nghịch Lăng Hàn. Tế động pháp chỉ, tiêu diệt ác đồ này, bọn họ nhỏ giọng giao lưu nhưng nước biển mãnh liệt không có pháp chỉ bảo vệ chúng ta có khả năng không cách nào sống sót rời đi vậy trước tiên không đối địch ác đồ này ngược lại sau khi rời đi lục tổ nhất định sẽ không bỏ qua cho người này còn nữa vừa nãy nhất ca cũng nói rồi lục tổ đã thông báo gia tộc sẽ có lão tổ càng mạnh hơn tới đến thời điểm ấy hừ hừ bọn họ đều là tạm thời chịu thua lựa chọn nuốt giận vào bụng điều này làm cho bọn người chư bát vô cùng phấn chấn trước bị đàm nhất ép cho bọn họ không thở nổi chỉ có thể nhìn những người này hung hăng, nhưng bây giờ Đàm Nhất bị giết, bốn người này cũng kinh sợ, thực sự là thoải mái. Bọn họ cũng không rõ vì sao Lăng Hàn có thể hoàn toàn kích hoạt một ma binh, nhưng không hiểu liền không hiểu, chỉ ít hiện tại Lăng Hàn là đứng ở bên bọn hắn, để bọn họ vẻ vang, cực kỳ thoải mái. Ánh mắt Mạc Ly đảo qua bốn người Đàm gia, lộ ra sát khí, nhưng cuối cùng không có ra tay. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nhưng bốn người này còn có một tấm pháp chỉ bảo vệ lúc đó đàm nhất không có cơ hội chạy trốn tới chỗ pháp chỉ, nhưng bốn người kia hiện tại hẳn là chết cũng sẽ không rời đi. chương 1681, nuốt giận vào bụng. Có pháp chỉ của ma chủ bảo vệ, sao có thể bị giết? Có điều, một khi sử dụng pháp chỉ, thời gian kéo dài có hạn, mọi người phải ở lại trong này 3 năm, liền không tin tấm pháp chỉ này có thể kéo dài thời gian lâu như vậy. Giết sớm một chút, giết muộn một chút cũng không có gì, chỉ cần diệt khẩu bốn người này, đến thời điểm ấy có thể nói năm người này chết ở trong biển rộng, cái này không phải chuyện rất bình thường sao. Các ngươi cái gì cũng không biết liền vào, chết rồi oán ai. Kỳ thực Lam Hàn cũng từng có dự định diệt khẩu, nhưng thứ nhất tâm hắn còn chưa đủ ác, thứ hai coi như giết bốn người này, lấy tính cách của đàm phong lại há có thể tin bọn họ. Năm tiểu bối đều chết mất, hắn nhất định sẽ phát điên, liều lĩnh bắt mấy người trực tiếp siêu hồn, vẫn là không thể giấu giếm được. Bởi vậy, hắn liền thoải mái, người chính là ta giết, nếu hắn được hỗn độn nguyên thạch sau khi tiểu tháp luyện hóa hắn có thể được một lần cơ hội quán lực dưới tiên vương đều có thể giết hoàng ma nho nhỏ tính là gì đương nhiên có thể không lãng phí liền đừng lãng phí cơ hội này hắn muốn để lại cho bát thạch cấm địa tiểu tháp có thể cho nhiều mấy cơ hội quán lực hay không mỗi lần cho lực lượng yếu một ít liền được tỉ như chảm trần là tốt rồi hắn hỏi tiểu tháp mặc kệ ở thần giới hay minh giới chảm trần liền có thể nghiền ép sáng thế cảnh có thể ba lần, sáng thế cảnh đại viên mãn. Tiểu tháp rất nhanh cho đáp lại, điều kiện trước tiên là, người phải lấy được khối hỗn độn nguyên thạch này cho ta. Ba lần, mới sáng thế cảnh đại viên mãn, lang hàn có kè mặc cả, không đúng, lẽ nào lực lượng của tiên vương chỉ có thể bằng ba sáng thế cảnh. Tính không phải là tính như thế, người có muốn hay không? Tiểu tháp vẫn kiêu ngạo như cũ, lang hàn thở dài nói, được rồi, ba lần liền ba lần đi, trước khi đi tiên vực, ba lần lực lượng của sáng thế cảnh hẳn càng tốt hơn một lần lực lượng của tiên vương. Cùng lắm hắn lại cho quỷ hút máu tiểu tháp này nhiều chút hỗn độn nguyên thạch, được càng nhiều cơ hội quán lực. Ai, vẫn là trước đây được, mỗi tăng lên một cảnh giới liền có thể được một lần cơ hội rót lực miễn phí. Mọi người tiếp tục tiến lên, tuy Lăng Hàn thu được một viên thánh quả, nhưng không có một người đưa ra muốn chia sẻ. Đùa giỡn, người ta chẳng những có ma binh, hơn nữa còn có thể toàn diện kích hoạt, cái này ai dám chạm a? lăng hàn ngồi trên phi thuyền lấy ra đan dược ăn vào cũng ném ra một đống lớn chân nguyên thạch hình thành linh khí đại trận nhanh chóng bổ sung nguyên lực hắn tiêu hao trên thuyền nhỏ tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn hắn chỉ nhìn hắn có thể kích hoạt một ma binh cái này đã đáng giá bọn họ phục xích hoang cực lắc đầu một cái hắn vốn tưởng rằng chỉ kém lăng hàn một tia nhưng hiện tại xem ra khoảng cách của song phương đã lớn đến vô cùng xa để hắn chỉ có thể ngước nhìn tuy hắn không cam lòng nhưng tiếp nhận sự thực này, nếu như ngay cả tranh lệch cũng không thể thừa nhận, vậy hắn cũng dám xưng thiên kiêu. phi thuyền tiến lên, mấy canh giờ sau, sóng lớn lại tới. lần này bọn họ chịu đến thử thách to lớn, bởi vì lăng hàn còn đang khôi phục, chỉ có mạc ly có thể ra tay. sau khi bọn họ xông qua sóng lớn, phi thuyền trực tiếp đổ nát. xem ra phải dùng hậu chiêu rồi. mạc ly lại ném ra một chiếc phi thuyền, bọn họ vì bí cảnh này tự nhiên làm đủ chuẩn bị. tử nguyên, trương quân. Đại Thành, Thanh Vũ, Hãn Long, Quảng Minh, các người ngồi một chiếc phi thuyền khác trở về, có thể ở khu vực bên ngoài tìm kiếm thần dược. Vâng, 6 người bị điểm tên đều gật đầu, thực lực của bọn họ hơi yếu, sau đó ngay cả phi thuyền cũng không thể qua, nhất định phải lấy thân thể phi hành, bọn họ hoàn toàn là cản trở. Bởi vậy, bọn họ còn không bằng lùi lại, dù sao hải vực cực lớn, khắp nơi đều có thần dược, không cần thiết liều chết về phía trước. 10 người chia làm hai đội, một đội lui lại, một đội khác tiếp tục hướng phía trước, chỉ có Lăng Hàn, Mạc Ly, Xích Hoang cực cùng vu Giác. Ngay sau đó thời điểm một đạo sóng lớn kéo tới, Lăng Hàn cũng khôi phục đến thất thất bát bát, nhưng cho dù hắn cùng Mạc Ly liên thủ cũng vô dụng, phi thuyền ngay lập tức phá hủy, đồng thời cũng tạo thành đả kích khổng lồ đối với bốn người. Lăng Hàn không sợ, thể phách của hắn đủ chống đỡ, Mạc Ly cũng cản được, Xích Hoang cực thì vô cùng thảm bại, nhưng vương giả cấp 3 dù sao cũng bất phàm, hắn cắn răng chống đỡ, trên cổ vu giác thì có một sợi dây chuyền, để hắn cũng miễn cưỡng vượt qua cái này cũng là nguyên nhân mạc ly lưu lại bốn người này những người khác căn bản không thể chịu nổi sóng lớn oanh kích sau một đòn có khả năng xương cốt toàn thân nát bét mạc ly thật giống như mang theo vô số phi thuyền phá hủy một chiếc liền lại ném ra một chiếc cái này có thể giảm thiểu bọn họ ở trong quá trình chạy đi tiêu hao nguyên lực tuy không nhiều nhưng thịt muối nhỏ cũng là thịt có thể tiết kiệm liền tiết kiệm cứ như vậy sau 3 tháng một ngọn núi cao chọc trời đã gần trong gang tấc đây là Hải Long Sơn, lang hàn ngửa đầu xem, nhưng cho dù lấy thị lực của hắn cũng không cách nào nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi, thật giống như là đỉnh núi thông thiên. Nhưng nhìn kỹ, ngọn núi này càng có chút giống như một nộ long phóng lên trời. Bốn người rơi xuống dưới chân núi, dựa theo Mạc Ly nói, không thể trực tiếp từ không trung bay lên núi, trên ngọn núi này khắp nơi có cấm chế đáng sợ, chạm vào hẳn phải chết. Tổng cộng có 99 sơn đạo có thể trèo đỉnh, nhưng nếu sơn đạo nào có người đi rồi, vậy những người khác liền không cách nào lại lựa chọn con đường này nữa, trừ khi người leo núi đã chết. Đây cũng không phải là chuyện không thể nào, bởi vì trên sơn đạo cũng có cấm chế, chỉ là số lượng tương đối ít mà thôi. Đương nhiên, nếu không thể phá giải cấm chế, vậy cũng không cần miễn cưỡng xông vào, ngược lại chỉ 3 năm mà thôi, đến lúc đó tự nhiên sẽ bị đá ra bí cảnh, không cần lo lắng sẽ vĩnh viễn vây ở chỗ này. Mạc Ly cố ý căn dặn nhiều vài câu, để ba người không nên miễn cưỡng, có thể đi vào thì đi vào, không thể vào liền từ bỏ, không cần lấy tính mạng mạo hiểm, lúc này mới để bọn họ lựa chọn một con đường, bắt đầu leo núi. Có điều, dọc theo đường đi, kỳ ngộ cũng không ít, bởi vì trên đất thỉnh thoảng liền có thể nhặt được bảo vật, có công pháp, có đan phương, có bảo khí. chương 1682, Phá giải trận pháp. Tuy người có thể thành công qua biển tương đối ít, nhưng qua nhiều năm như thế, số lượng tích lũy lại tuyệt đối không ít, mỗi người đều đã từng lên núi qua, bởi vậy, bảo vật tầng thấp đã bị lấy đi toàn bộ muốn có thu hoạch nhất định phải lên địa phương càng cao hơn nhưng điều này hiển nhiên là một đời so với một đời khó bốn người phân công nhau mà đi mỗi người chỉ có thể tuyển một con đường lang hàn chọn một con đường đường núi này không có phân chia khó khăn đều giống nhau hắn đi lên cũng không lâu lắm phía trước xuất hiện mấy tảng đá rất đột ngột thật giống như ai cố ý ném ở trên đường để ngăn cản hắn ngừng lại quan sát kỹ tảng đá kia không phải phổ thông phía trên có khắc trận văn mỗi tảng đá đều có hô ứng hình thành một trận pháp loại nhỏ có ý tứ trận pháp này lăng hàn chưa từng thấy bởi vậy hắn không có lấy bạo lực xông vào mà triển khai thôi diễn phá giải trận pháp này tuy trận pháp này đơn giản lại làm cho ta học được một ít đồ vật cơ sở đây là thứ ta bỏ qua ở trong bát viện trước đó trong mắt ta chỉ có trận pháp cấp cao nhưng sơ sẩy những đồ vật cơ sở phổ thông này con đường thánh đạo khó đi ta muốn nắm giữ trận pháp thánh cấp nhất định phải đánh bóng cơ sở lăng hàn âm thầm gật đầu Hắn tiếp tục tiến lên, gần như sau 500 trượt, lại xuất hiện một trận pháp, vẫn như cũ đơn giản, kỳ thực hoàn toàn có thể dùng bạo lực thông qua, nhưng Lăng Hàn không có làm như thế, mà sau khi triệt để nắm giữ trận pháp này, hắn mới tiếp tục tiến lên. Sau đó, hắn đều làm như vậy, bởi vì những trận pháp này có thể dùng bạo lực phá hoại, tự nhiên không thể nhốt được nhiều người từ cổ trí kim như vậy, Lăng Hàn không có phát hiện một chút xíu bảo vật, khẳng định sớm đã bị tiền nhân lấy đi. Hắn cũng không nhụt trí ngược lại vẫn chưa có người nào trèo qua đỉnh, thậm chí không có ai có thể nhìn thấy đỉnh ngọn núi ở đâu, bởi vậy chỉ cần tốc độ của hắn nhanh, nhất định có thể đi tới độ cao không người đạt đến qua, vậy bảo vật gì cũng là của hắn rồi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian lặng yên mà qua, trong vòng 10 ngày ngăn ngắn, Lăng Hàn liền phá giải hơn 3.000 trận pháp, đều vô cùng đơn giản, tình huống như vậy vẫn kéo dài mấy trăm ngày, trận pháp bị Lăng Hàn phá giải đã là hàng mấy trăm ngàn. Có điều, sau đó, hắn đụng tới trận pháp đột nhiên gia tăng độ khó, để hắn phải dừng thoáng một trận mới có thể phá giải. Cái này vẫn như cũ không làm khó được hắn, phỏng chừng cũng không làm khó được đại bộ phận người, bởi vì Lăng Hàn vẫn không có thấy bảo vật gì ở trên sơn đạo. Lại 200 ngày sau, độ khó của trận pháp lại tăng lên nữa. Lần này, muốn lấy man lực phá giải đã tương đối khó khăn, làm sao cũng phải là loại người thể phách biến thái như Lăng Hàn, hoặc là đạt đến cấp bậc bá chủ mới có tư cách nhẹ nhàng như thế lăng hàn dùng tới hắc tháp xác thực mà nói là dùng tới luân hồi thụ trong hắc tháp ở dưới luân hồi thụ thôi diễn trận văn rút ngắn thời gian rất lớn tốc độ của hắn hầu như không có chịu ảnh hưởng tốc độ leo núi nhanh đến kinh người nhưng trận pháp trở nên càng ngày càng khó để lăng hàn ở trong hắc tháp suy tư thời gian cũng càng ngày càng dài khi ba năm kỳ hạn còn sót lại một năm sau khi lăng hàn phá giải xong một trận pháp ngoài ý muốn phát hiện một khối ngọc bài ở trên đất hả hắn cầm lên trước tiên thu vào hắc tháp, sau đó nghiên cứu. Đây cũng không phải cảm bẫy gì, mà là ghi chép một môn bí pháp, tên là phi long tàn ảnh thủ, cấp bậc không rõ. Có điều, Lăng Hàn nhìn lướt qua liền có thể xác định, đây tuyệt đối phi phàm. Hắn âm thầm gật đầu, tuy người càng đến sau thu hoạch càng ít, nhưng bởi vì vấn đề độ cao, độ khó, được bảo vật cũng càng ngày càng trâu bò. Thật giống như người thu hoạch một ngàn thần quả cũng không sánh được ta chiếm được một thánh quả. Hắn nở nụ cười hớn hở, tiếp tục tiến lên trận pháp trở nên càng ngày càng khó, nếu để cho Lăng Hàn bình thường phá giải, vậy một trận pháp phải tốn mấy tháng, nhưng có luân hồi thụ, tất cả không thành vấn đề. Tốc độ đi tới của hắn cực nhanh, mà thu hoạch cũng tràn đầy. Mỗi lần phá giải một trận pháp, luôn có thể ở trên đất phát hiện chút vật gì, đại bộ phận đều là hộp ngọc, bên trong bầy đặt đan dược hoặc thần quả, nhưng không có đạt đến thánh cấp, để Lăng Hàn cảm giác tiếc nuối. Hắn âm thầm tính toán, cách 3 năm kỳ hạn đã rất gần, chỉ còn dư lại 7 tháng không biết có thể trèo đến đỉnh hay không, Lăng Hàn nghĩ, không lên đỉnh, liền không chiếm được hỗn độn nguyên thạch, cũng sẽ không thể được cơ hội hắc tháp quán lực. Làm hết sức, hai năm qua Lăng Hàn căn bản không có ngủ qua, nhưng đạt đến hàng hà cảnh, hắn tự nhiên không cần ngủ, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Phá giải, phá giải, phá giải, lúc thời hạn đi tới ba tháng, Lăng Hàn rốt cục có thể nhìn thấy đỉnh ngọn núi. Kia có một tòa thần miếu, trên đỉnh nằm ngang một chân long bằng đá, ở đây đã có thể nhìn tương đối rõ ràng. Tuy đó là một thạch long, nhưng cho Lăng Hàn một loại lực áp bách mạnh mẽ, thật giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sống lại, bay lên cửu thiên, để vạn vật muôn dân cúng bái. Ba tháng, phải tới kịp, hắn tiếp tục tiến lên, phá giải trận pháp. Lúc này, hắn liền phát hiện trước không có bạo lực phá giải những trận pháp cấp thấp kia là sáng suốt cỡ nào, bởi vì hiện tại hắn gặp phải trận pháp cấp cao đều cần dùng những kiến thức căn bản kia đến phá giải. Nếu trước hắn xông vào, hiện tại cũng chỉ có thể hai mắt tối đen, làm bừa làm loạn. À, Ồ, ừm, Lăng Hàn không ngừng hét lên kinh ngạc, kiến thức căn bản chỉ là kiến thức căn bản, nhưng hiện tại những trận pháp cấp cao này lại cho hắn biết làm sao xây dựng đồ vật cơ sở ra đồ vật phức tạp. Tất cả đồ vật phức tạp trên thế gian đều có thể tách ra thành đồ vật cực kỳ cơ sở, ngược lại, chỉ cần hoàn toàn trưởng khống tất cả đồ vật cơ sở, liền có thể xây dựng thành đồ vật cao cấp nhất. Tỷ như, trận pháp thánh cấp, Lăng Hàn đột nhiên có loại hiểu ra, đường núi này tồn tại kỳ thực không phải đang khảo nghiệm người mà là cung cấp cho mọi người một con đường học tập trận pháp, giản lược đến phồn, từ cơ sở đến cấp cao. Phía dưới, để ngươi nắm giữ trận đạo cơ sở, mà sau đó nói cho ngươi làm sao để đồ vật cơ sở trở nên phức tạp, cao cấp, uy lực cũng thuận theo tăng lên. chương 1683, Tiên Thi, Lăng Hàn lộ ra nụ cười, coi như không có được hỗn độn nguyên thạch, một chuyến này của hắn cũng đáng giá. Ở trận đạo thánh cấp, hắn đã có một chút manh mối. Vậy cũng không được, Người nhất định phải tìm được khối hỗn độn nguyên thạch kia cho ta. Tiểu tháp không hài lòng nói. Biết rồi, ta nhất định tận lực. Lăng Hàn thở dài, cái đại gia này. Có điều, chỉ cần có một chút xíu hy vọng, hắn sẽ tận lực. Dù sao hắc tháp khôi phục, hắn là người được lợi to lớn nhất. Hơn nữa, hắn có thể được một lần hoặc ba lần cơ hội rót lực. Còn sót lại mấy ngàn trượng, ấn kinh nghiệm lúc trước của Lăng Hàn, cũng là còn mười mấy trận pháp cần phá giải. Nhưng theo độ khó của trận pháp bạo tăng, Lăng Hàn tiêu tốn thời gian cũng càng ngày càng dài. Khi còn sót lại 3 trận pháp, 3 năm kỳ hạn chỉ còn dư lại 10 ngày. Điều này hiển nhiên không đủ, hiện tại hắn phá giải một trận pháp cần thời gian đã tăng đến 10 ngày trở lên, thời gian còn lại nhiều nhất chỉ đủ để hắn phá giải một trận pháp mà thôi. Lăng Hàn lắc lắc đầu, nhân lực có lúc có hạn, hắn thực sự là không có cách nào. Không nên từ bỏ, tiểu tháp tựa hồ hạ quyết tâm, ta liều mạng lãng phí một điểm lực lượng, giúp ngươi một tay sắc mặt của Lăng Hàn không khỏi tối sầm lại, cái tiểu tháp này vẫn giấu nghề với hắn, nếu không phải hiện tại dính đến nó, chỉ sợ nó là chắc chắn sẽ không cho hắn biết. Ta có thể để cho Luân hồi thụ gia tốc tăng lên gấp ngàn lần, nhưng sẽ làm ta trong mấy ngày kế tiếp rơi vào tĩnh mịch, người không thể vào hắc tháp cũng không thể ra hắc tháp. Tiểu tháp nghiêm nghị nói, Lăng Hàn cả kinh, xem ra tiểu tháp không phải ẩn giấu một tay với hắn, mà là đánh đổi như vậy thật có chút lớn. Hắn ỷ lại lớn nhất chính là hắc tháp, một khi hắc tháp không thể dùng, hắn gặp phải thánh nhân ma chủ làm sao bây giờ nhiều nhất cũng chỉ chặn được mấy chiêu mà thôi nhưng tiểu tháp đều có giác ngộ lẽ nào hắn không có được lăng hàn gật đầu hắn cũng hết sức tò mò hải long sơn này đến cùng là tồn tại như thế nào hắn ghi nhớ trận pháp sau đó tiến vào hắc tháp ở dưới luân hồi thụ thôi diễn hiện tại nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ đều nhường ra vị trí hết thảy lực lượng của luân hồi thụ đều tập trung ở trên người hắn hai ngày sau Lăng Hàn phá giải trận pháp thứ nhất, lại hai ngày sau, hắn phá giải trận pháp thứ hai. Ba ngày sau nữa, hắn phá giải thứ ba trận pháp. Tổng cộng dùng bảy ngày. Hô, Lăng Hàn thở phào nhẹ nhóm, hắn xuất hiện trước một tòa thần miếu hùng vĩ đến không cách nào hình dung, cao tới ngàn trượng, dài vạn trượng, từng cự trụ đẩy lên miếu thờ, mỗi một cái đồng dạng cao tới vạn trượng. Ở trước mặt cự trụ như vậy, Lăng Hàn có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Tiểu tử, không nên quên hốn. Độn, nguyên, Tiểu Tháp dùng ngữ khí vất vả nói, nhưng nói cũng còn chưa nói hết, đã rơi vào tĩnh mịch. Tiểu Tháp, Tiểu Tháp, Lang Hàn gọi vài tiếng, nhưng không có phản ứng. Hắn thậm chí không cảm ứng được Hắc Tháp tồn tại. Sớm biết phải để nữ hoàng cùng Thiên Phượng Thần nữ đi ra, có điều Tiểu Tháp cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Ba ngày trôi qua rất nhanh. Nếu như hắn mang theo hai nữ xuất hiện, cái này sẽ tạo thành náo động bao lớn. Người đây là cái không gian thần khí gì a, à, lại có thể mang vào bí cảnh. Hơn nữa hắn giết đàm nhất, đàm phong nhất định sẽ ra tay với hắn, hai nữ ở bên người chỉ tăng nguy hiểm mà thôi. Cứ như vậy đi, lăng hàn hít một hơi thật sâu, lúc này mới cất bước đi tới. Lâu dài tới nay, hắn đều quen thuộc hắc tháp tồn tại, gặp phải nguy hiểm to lớn hơn nữa cũng không sợ, bởi vì hắn có một lá bài tẩy to lớn nhất. Nhưng hiện tại, khối miễn tử kim bài này không thể dùng, chỉ hắn có thể dựa vào mình. Cũng còn tốt, Hải Long Sơn này xem ra cũng không phải sát trận gì, ngược lại, một đường này để hắn nắm giữ trận pháp cơ sở cùng rất nhiều biến hóa, ngày sau hắn có thể ở trên trận pháp đạt đến thánh cấp, nơi đây không thể không kể công. Thần miếu không cửa, hắn đi vào, chuyện thứ nhất tự nhiên chính là tìm kiếm hỗn độn nguyên thạch, đây là sự tình hắn đã đáp ứng tiểu tháp. Hắn tìm khắp nơi, tòa thần miếu này vô cùng trống trải, cũng lớn đến quá mức, sau khi hắn đi vào một đoạn đường, liền đột nhiên dừng lại. Phía trước, xuất hiện 10 bộ thi thể, 10 bộ thi thể này, khi còn sống phân biệt là tám nam hai nữ, nhìn qua vô cùng già nua, bọn họ đều là chết trận, có thể nhìn thấy trên người có vết kiếm. Nhưng cho dù chết không biết bao nhiêu năm, lang Hàn ngay cả tư cách tới gần cũng không có. Quanh người những thi thể này có dị tưởng vũ trụ ngôi sao, hóa thành từng bong bóng giống, có thể nhìn thấy, trong một bong bóng giống có một thế giới, đang không ngừng diễn hóa, sinh linh từ sinh ra đến chết đi, khởi nguyên, phát triển, dập tắt. Đây là thế giới chân chính, hay chỉ là huyễn ảnh? con người của Lăng Hàn hơi rụt lại, 10 người này mạnh mẽ vượt qua bất luận nhân vật nào trước hắn gặp phải, có thể, chỉ có một người có thể ngang hàng. Lôi hỏa đại đế, thi thể ba con phượng vương so sánh với bọn hắn, căn bản không phải ở trên một cấp số. Đây là cường giả tiên vực, chỉ là khi bọn hắn còn sống quá mạnh mẽ, cường đại đến để Lăng Hàn không cách nào phỏng đoán, bởi vậy hắn không cách nào phán đoán, đến cùng là 10 người này khi còn sống lợi hại hơn, hay là lôi hỏa đại đế càng thêm châu bò. Lẽ nào, cái này là người bị hại trong đại dung chuyển. Năm xưa tiên vực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại có nhiều cường giả chết đi như vậy? Hỗn độn nguyên thạch xuất hiện ở đây liền không ngạc nhiên, có thể toàn bộ bí cảnh là từ trong tiên vực rơi xuống. Tiên thi A, à, trong đó hẳn còn có chút tinh huyết tồn tại, còn có cốt tủy tiên dịch, đáng tiếc. Thứ nhất đều là hình người, ta không hạ thủ được. Thứ hai, đây cũng quá mạnh mẽ, đừng nói hắc tháp hiện tại dùng không được, coi như có thể sử dụng, ta lấy thần thức bao vây, vậy chính là đang tự tìm đường chết. Quên đi, trước tiên tìm hỗn độn nguyên thạch, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên đi hoàn thành ước định cùng tiểu tháp. Người trẻ tuổi, một tiếng nói già nua vang lên, ở trong thần miếu vang vọng. Toàn thân Lăng Hàn nổi ra gà, càng có một loại phiền muộn. Người khác đi di tích cổ đều là di tích cổ thật, vượt ải, được bảo, bình thường cỡ nào. Nhưng hắn tiến vào di tích cổ hầu như không có một cái là chính kinh, luôn sẽ xuất hiện dạng biến hóa như vậy. Chương 1684, lai lịch của Thành gia. Có điều, cái này cũng có thể là hắn quá giỏi a. À? Người xem, trước có ai có thể đăng lâm tòa thần miếu này? Nếu không có thể đi vào nơi này, tự nhiên không thể nghe được âm thanh này. Đây là cái quỷ gì? Ngươi là sống hay đã chết?" Lăng Hàn hỏi, mặc dù hỏi có chút quái lạ, nhưng kỳ thực quan hệ rất lớn. Thanh âm già nua lại vang lên, "Yên tâm, lão phu đã sớm chết không biết bao nhiêu năm." Chỉ là trước khi chết lạc ấn một tia thần thức vào trong Hỗn Độn Nguyên Thạch, mới có thể bảo tồn đến nay. Hỗn Độn Nguyên Thạch, vậy tiền bối có tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao?" Lăng Hàn hỏi, điều này hiển nhiên là chết không cam lòng a, à, nếu như không phải bám vào Hỗn Độn Nguyên Thạch, vậy có khả năng liền muốn trá thi sao xác chết vùng dậy a. À? "Tâm nguyện chưa hoàn thành, rất nhiều." Thanh âm già nua nói. "Vậy ngươi nói a, à, ta chỉ có thể ở lại trong này ba ngày, còn muốn tìm Hỗn Độn Nguyên Thạch đây." Lăng Hàn thầm nói nhưng cũng không có dục, đám người cuồng loạn ma chủ nói trong Hải Long Sơn như có lực lượng của cấp bậc huyền ma, hiển nhiên, hẳn có quan tới cường giả chết mà chưa siêu thoát này rồi. Vẫn là đừng kích thích đối phương mới tốt, dù sao hiện tại hắn cũng không có hắc tháp dựa vào. Tiền bối mời nói, nếu như vãn bối có thể làm được, tất sẽ thay tiền bối hoàn thành. Lăng Hàn nói, ha ha, thanh âm già nua cười, người trẻ tuổi, người thật sự có phần tâm này. Lăng Hàn gật đầu nói, vãn bối chưa từng hư ngôn, thanh âm già nua rừng một chút mới nói lão phu họ thành tên phó thành gia ta ở tiên vực nha đúng rồi ngươi nên không biết sự tồn tại của tiên vực a à. vãn bối biết lăng hàn vội vàng nói miễn cho tiếp tục nghe một lần ồ thành phó hơi kinh ngạc một tiểu tử của minh giới lại biết sự tồn tại của tiên vực nhưng hắn rất nhanh lại nói nếu ngươi biết tồn tại của tiên vực vậy thì dễ làm rồi thành gia ta lúc trước ở tiên vực cũng là một thế lực rất mạnh nhưng một hồi náo động lớn bạo phát, tai vạ tới thành gia ta, bị một tên cường giả tuyệt thế tàn sát, nếu không phải tổ tiên đã sớm bố trí xuống thủ đoạn, trận pháp tự mình kích phát, đẩy tổ địa ra tiên vực, lão phu cũng không thể ở đây nói chuyện cùng ngươi. Thành phó thở dài, nếu có thể, ngươi liền thay lão phu giết tên cường giả tuyệt thế kia. Sắc mặt Lăng Hàn không khỏi tối sầm lại, lão bá, ngươi cũng thật không khách khí a. À. Ngay cả ngươi cũng xưng là cường giả tuyệt thế, cái này ở tiên vực tất nhiên là cao thủ trong cao thủ hắn cũng dừng một chút nói, xin hỏi tiền bối, tên cường giả tuyệt thế này là ai, tu vi gì? Ngự hư tiên vương, thành phó nói, phốc, lang hàn nhất thời phun ra ngoài, tiên vương, tiểu tháp có rất ít thời điểm kinh sợ, nhưng nó tự nhận không đánh lại tiên vương, có thể thấy được tiên vương cường đại cỡ nào. Lăng hàn hoài nghi hắc tháp chính là pháp bảo của một vị tiên vương, lúc trước vị đại năng này hẳn ở trong dung chuyển chết đi, hắc tháp cũng gặp phải phá hoại lớn, không biết xảy ra chuyện gì, ngược lại tiến vào hàng thiên đại lục, Cuối cùng để hắn đạt được vị tiên vương này khẳng định mạnh hơn tiên vương bình thường bởi vì bất diệt thiên kinh là lấy đông đảo công pháp của tiên vương đạt tới đại thành nhưng bất luận làm sao tiên vương tuyệt đối là nhân vật cường đại không gì sánh nổi là bá chủ trong tiên vực giết tiên vương ha ha lang hàn cười khổ nói tiền bối cho rằng vãn bối có thể làm được sao không thể thành phó cũng rất quả đoán mà phủ định có điều nếu như người có thể tìm được nơi dưỡng thương của tổ tiên. Nói không chắc còn có một tia hy vọng như vậy." Lăng Hàn kinh ngạc nói, "Tổ tiên của Tiền Bối chẳng lẽ cũng là Tiên Vương?" "Đó là tự nhiên." Ngữ khí của Thành Phó lập tức trở nên ngạo nhiên, tràn ngập tự hào. "Tổ tiên không chỉ là Tiên Vương, hơn nữa ở trong Tiên Vương cũng là người tài ba. Chỉ là lúc trước tổ tiên không biết tham dự đại sự kiện gì, bị vài Tiên Vương vây công, cuối cùng bị thương chạy trốn, không biết tung tích, mà thành ra ta." "Ai, tưởng tượng rất dễ, thành ra Tiên Vương bỏ chạy." nhưng hòa thượng chạy được miếu không trốn được, tổ địa thành ra gặp phải một vị tiên vương tàn sát đẫm máu, tuy kích hoạt thủ đoạn mà tiên vương lão tổ bố trí, đưa tổ địa ra tiên vực, nhưng tất cả mọi người đều ngỏm rồi. Nếu tiên vương trọng thương, vậy tất nhiên là vết thương đại đạo kinh người, lại thêm mỗi cách hức năm còn có một lần thiên nhân kiếp, không ở dưới trạng thái toàn thịnh, e là tiên vương cũng khó thoát khỏi cái chết. Đã nhiều năm như vậy, thành ra tiên vương hẳn là lành ít giữ nhiều. Vì lẽ đó, muốn tìm được vị lão tiên vương kia, để hắn đi báo thù, ha ha, vậy cơ hội tựa hồ càng thêm xa vời. Tổ tiên công tham tạo hóa, nhất định sẽ không chết. Thành phó tràn đầy tự tin, người trẻ tuổi, ngày sau người tiến vào tiên vực, ấn biện pháp lão phu truyền thụ tìm kiếm tổ tiên, như vậy, nợ máu của thành gia có thể báo, mà ngươi chỉ cần chiếm được tổ tiên chỉ điểm một chút, không nói thành tựu tiên vương, nhưng đạt đến tiên phủ thậm chí thăng nguyên cảnh là không khó lắm. Loại chỗ tốt trên đầu môi này lăng hàn sẽ không lưu ý, hắn nói. tiền bối, sau chảm trần chính là tiên phủ thăng nguyên sao ô nếu ngươi biết tiên vực vì sao không rõ ràng đẳng cấp của tiên vực thành phó rất kỳ quái sau chảm trần chính là phân hồn sau phân hồn là tiên phủ thăng nguyên trên thăng nguyên chính là tiên vương cảnh giới mà mỗi một vị tiên nhân tha thiết ước mơ tiên vương cửu trọng một bước một thiên địa tổ tiên chính là vô thượng tiên vương sừng sững ở tầng thứ tám cách tiên vương đỉnh phong cũng chỉ kém một bước mà thôi lang hàn thế mới biết đẳng cấp hoàn chỉnh của tiên vực Quả nhiên, tiên vương xác thực cực kỳ châu bò, đứng ở đỉnh cao của tiên đạo lĩnh vực. Có điều, tiên vương không phải là tiểu cực vị đại cực vị phân chia tỉ mỉ như thế, mà tổng cộng có 9 tầng. Hắn suy nghĩ một chút nói, có cơ hội, vãn bối sẽ tìm được tổ tiên của ngài. Ở hắn nghĩ đến, thành ra tiên vương hoặc là bị trọng thương, mới sẽ ẩn nhẫn ngàn tỷ năm, hoặc đã sớm ngỏm, bằng không hắn khẳng định đã sớm biết gia tộc tao ngộ, làm sao cần mình chạy đi báo một chuyến. Tiên bối, năm xưa náo động lớn đến cùng là xảy ra chuyện gì. Hắn lại hỏi, hiếm thấy gặp phải một người trong cuộc, hắn thật rất hiếu kỳ, có thể làm cho rất nhiều tiên vương chết đi, đây nhất định là dính đến quyền lợi cực lớn. chương 1685, Phong Ba Sinh Lão Phu cũng không biết, thành phó thở dài, Lão Phu chỉ là chảm trần cảnh nho nhỏ, thời điểm tàn sát phát sinh, vừa vặn ở phụ cận hỗn độn nguyên thạch, mới để một tia thần thức bảo tồn. Ở trong thế lực tiên vương, chảm trần là lót đáy, bởi vậy thành phó không biết bí mật chủ yếu cũng rất bình thường. Nhưng để Lăng Hàn kỳ quái là, lúc trước dung chuyển lớn là bao phủ toàn bộ tiên vực, muốn nói phát sinh chuyện lớn như vậy, làm sao chỉ có mấy người biết nguyên nhân. Côn bằng cung là thế lực lớn, vậy lão yêu bà kia có khả năng cực cao là cường giả tiên vương, khẳng định biết tại sao. Sau này thời điểm gặp hổ nữ, để cô nàng kia đi hỏi. Người trẻ tuổi, lão phu cũng sẽ không để cho ngươi làm chân chạy, không chỉ đưa ngươi một khối hỗn độn nguyên thạch, còn có thể đưa ngươi vài trận pháp, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ, ở tiên vực cũng có thể quét ngang rất nhiều cao thủ chảm trần." Phó Thành nói, ấn lão phu chỉ dẫn, không cần đi sai một bước, đây chính là tổ địa của Thành gia ta, có đại trận bảo vệ, không phải tiên vương không thể công phá." Lăng Hàn gật đầu, theo đối phương mà đi, vừa đi vừa nhìn chung quanh, đây chính là chỗ tiên vương đã từng ở, sách không biết lưu lại bao nhiêu bí bảo a. À. Đáng tiếc, Thành phó còn mang theo mộng đẹp, hy vọng xa vời Thành gia tiên vương không có chết đi để thành ra tái hiện huy hoàng, bởi vậy, hiển nhiên không thể đưa tổ địa này cho hắn. Lăng Hàn thu hoạch cũng không nhỏ, qua biển thì thu lấy rất nhiều thần dược, càng có một thánh quả, mà dọc theo đường núi thì được rất nhiều thần đan, bí pháp, mà chỉ cần lấy thêm hỗn độn nguyên thạch, hắn chuyến này coi như là hoàn mỹ. Dựa theo thành phó nhắc nhở, hắn cất bước đi trong thần miếu, một đường nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng kỳ quái lạ lùng. Đây cũng không phải là một kiến trúc đơn giản như vậy, mà do từng tiểu thế giới tạo thành, một gian phòng liền có thể lớn vô hạn, nếu đi nhầm một bước, có khả năng lạc lối ở trong thế giới nhỏ này, không biết phải hao phí bao lâu thời gian mới có thể đi ra. Chẳng trách Phó Thành dám nói, không phải tiên vương không thể công phá. Nhưng coi như là tiên vương thì đã làm sao, vẫn gặp phải công kích, để thành ra tiên vương bại tổ, tổ địa thì gặp phải tàn sát, tuy chạy ra tiên vực, nhưng tộc nhân đều chết gần đủ rồi. Đi tới mấy canh giờ, Lăng Hàn mới đến trước một gian nhà đá, ấn biện pháp mà Phó Thành nói mở cửa, sau khi tiến vào đã đi tới trong một tinh không mà ở trung gian tinh không có khối thạch đầu to lớn đang tản phát ra ánh sáng không biết làm sao hình dung hỗn độn nguyên thạch lang hàn liếc mắt nhìn liền có thể xác định lúc trước ở hằng thiên đại lục hắn cũng từng chiếm được một khối hỗn độn nguyên thạch nhưng khi đó là được hổ nữu hỗ trợ thu vào hắc tháp hiện tại không biết làm sao a à. hỗn độn nguyên thạch ở tiên vực cũng là trí bảo rót vào nguyên lực có thể tăng lên thể chất của võ giả thành phó mang theo một tia cảm khái Thành ra ta dựa vào khối hỗn độn nguyên thạch này không biết tạo nên bao nhiêu thiên tài, đáng tiếc, không thành tiên vương, ở trong đại dung chuyển chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Người trẻ tuổi, sứ mệnh của Lão Phu đã hoàn thành, cầm khối hỗn độn nguyên thạch này, Lão Phu cũng triệt để bao bọc tổ địa, chỉ có tổ tiên mới có thể tìm được. Phu, hỗn độn nguyên thạch đã nhẹ nhàng bay về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn liền vội vàng thu vào trong không gian giới chỉ, không nghĩ tới lại được, xem ra, sau khi hắn bước vào thần cảnh liền nắm giữ năng lực chống đỡ hỗn độn nguyên thạch. Lúc trước hắn không thể chịu đựng, hẳn bởi vì thực lực của hắn quá yếu, mới vô phúc tiêu thụ. Oanh, thế giới này lập tức đổ nát, Lăng Hàn vẫn không có phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy mình đã ở một tinh cầu hoang vu, cách đó không xa, mười mấy vị ma chủ đang đứng chắp tay. Vẹn vẹn ba năm mà thôi, với ma chủ mà nói, cái này nhanh đến mức như một cái trước mắt, bởi vậy cũng không có cần thiết trở lại, cùng đồng đạo thảo luận võ đạo một chút, ba năm liền qua. Không chỉ Lăng Hàn, những người khác cũng bị ném ra ngoài, Hải Long đảo từ đó về sau thất truyền, vĩnh viễn sẽ không tái hiện. Lăng Hàn không khỏi cảm khái một chút, hắn tựa hồ là tai tinh A, tiến vào bí cảnh nào, bí cảnh đó liền đi đến điểm kết thúc. Hả, ánh mắt của đàm phong đảo qua, không khỏi sầm mặt lại. Đàm nhất đâu, bẩm lục tổ, nhất ca bị người giết, bốn tên tộc nhân của đàm gia vội vã gọi lên, rốt cục có người tâm phúc. Cái gì, Đàm Phong không khỏi kinh hãi, sao có thể có chuyện đó? Hắn vội vàng nói, bị ai giết chết, lẽ nào là huyền ma lực trong bí cảnh sao? Là hắn, bốn người đàm ra dồn dập chỉ về phía Lăng Hàn. soạt ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lăng Hàn, bao quát 18 vị ma chủ. Nhưng mà, 18 ma chủ này dồn dập lắc đầu, lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng. Sao có thể có chuyện đó? Đàm nhất là Hằng hà cực cảnh, lực lượng thậm chí hoàn toàn nghiền ép đám bá chủ Mạc Ly, dưới sáng thế cảnh, ai có thể giết hắn. Lăng Hàn, dù cường loạn ma chủ biết hắn rất trâu bò, nhưng tuyệt đối không tin hắn có thể giết được đàm nhất, cái này giống như đang nói một con cừu chiến thắng một sư tử, nghĩ như thế nào cũng như nằm mơ. Thật là hắn, thấy ánh mắt lạnh lùng của đàm phong quét tới, bốn người đàm ra vội vã mồm năm miệng 10 giải thích, nói ra Lăng Hàn nắm giữ một ma binh, cũng có thể hoàn toàn kích hoạt. Lần này, đám ma chủ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một hàng hà cảnh, lại có thể hoàn toàn thức tỉnh ma binh đầm rồng hang hổ a bọn họ dồn dập nhìn về phía đệ tử hậu nhân của mình hỏi sau khi biết trả lời xác thực vẻ kinh ngạc càng nặng người trẻ tuổi này quái lạ đàm phong lộ ra sát hy uy nghiêm đáng sợ khóa lại lăng hàn lại dám giết người của đàm gia bọn họ hơn nữa còn là đàm nhất được coi trọng nhất đây chính là hy vọng của đàm gia cho rằng dù ngày khác tiến quân tiên vực cũng là thiên tài có thể hào quang rực rỡ chết hắn không nói hai lời trực tiếp ra tay giết người báo thù cho đàm nhất, đây là một điểm, mặt khác, trên người lăng hàn lại có hai ma binh, một thánh quả, cái này cũng là nguyên nhân để hắn không thể chờ đợi được nữa ra tay. Hừ, cuồng loạn ma chủ đã sớm chuẩn bị, lập tức vỗ ra một trường, hóa thành một chùm sáng màu đen, vọt về phía đàm phong. chương 1686, Tam Tổ Thượng Đàm phong không thể không xoay người lại chống đỡ, hắn tự tin mạnh hơn cuồng loạn ma chủ nhưng vẫn không có bất cẩn đến trình độ có thể ngạnh kháng một đòn của đối phương hắn nhìn lại, Lăng Hàn đã nhân cơ hội trốn đến phía sau cuồng loạn ma chủ. Người đây là đang tự tìm đường chết sao? Hắn uy nghiêm đáng sợ nói, chỉ là hoàng ma mà thôi, ở trước mặt đàm ra bọn họ căn bản không đáng nhắc tới, ngũ tổ trở lên đều có thể ung dung chân áp. Cuồng loạn ma chủ phất tay áo nói, di tích tranh bảo, sinh tử tự phụ, huống hồ, người này lấy yếu chống mạnh, giết đàm nhất, chỉ có thể trách đàm nhất tài nghệ không bằng người, người còn mặt dày ra tay, bản tọa khinh bỉ ngươi. Nếu như không tất yếu, hắn thật không muốn gây xung đột với đàm phong, bằng không lúc mới bắt đầu bọn họ cũng sẽ không nhường bước, để năm người đàm ra tiến vào. Nhưng hắn tự nhận thiếu nợ lăng hàn nhân tình, ở trước khi ân tình không có trả lại, hắn không cho phép lăng hàn chết, chỉ ít không thể chết ở trước mặt của hắn. Đàm phong cười gằn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám giết con cháu đàm gia ta, cái tiền lệ này cũng không thể mở. Người này nhất định phải chết, nếu như người bảo đảm hắn, người cũng phải chết, tất cả người bên cạnh người đều phải chết rất bá đảo, 16 tên ma chủ khác đều lộ ra vẻ giận dữ, người đây cũng quá điên, chạy đến địa bàn của bọn họ, còn diếu võ dương oai như vậy, thật sự cho rằng bọn họ đều là trang trí sao. Ha ha, bản tọa ngược lại muốn lĩnh giáo thực lực của đạo hữu một chút. Bá kiếm ma chủ đứng dậy, trong đôi mắt lóe lên chiến ý hừng hực, mặc dù hắn cùng cuồng loạn ma chủ đấu vô số năm, nhưng kỳ thực giao tình cá nhân là tương đối tốt. Hắn cố ý đánh cược với cuồng loạn ma chủ, kỳ thực chính là có ý kết thân ra, lúc này đương nhiên là phải cùng tiến cùng lùi. Còn có ai, đàm phong bắt đầu trào phúng, muốn chết, mỗi một người đều đứng ra, để bản tỏa phát một lần, miễn cho sau này giết sai người. Nhiều ma chủ không ai không tức giận đến sắc mặt âm trầm, bọn họ người nào không phải chúa tể của một tinh vực, cao cao tại thượng nhất ngôn cửu đình, ai dám không nghiêm khắc tuân theo. Bọn họ dồn dập đứng dậy, cũng không nói gì, chính là đứng thành một loạt như vậy, ý nghĩ rất rõ ràng. Ha ha, rất tốt, rất tốt, đàm phong liên tục cười lạnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về một góc tinh không. Vù, một kim quang đại đạo giải đến, uy thế khủng bố trong nháy mắt bao phủ. Kim quang đại đạo giải đến, một vị cường giả cũng xuất hiện theo, đây là một lão đầu tử nhìn qua chỉ hơn 50 tuổi, thân hình cao lớn, đầu đầy tóc tím, không gió mà bay, ở trong không khí bay múa phần phật. Người này quá mạnh mẽ, dưới khí chàng bao phủ, để mỗi một tên ma chủ đều không ngừng run dày. Địa ma, bọn người bá kiếm ma chủ kinh ngạc thốt lên, địa ma, kia là tồn tại tương đương với đại thánh, đối đầu tiểu thánh, hoàng ma, một tay liền có thể trấn áp. Xin ra mắt tiền bối, đám ma chủ dồn dập trào, đây là một cường giả vô thượng, chỉ ít ở trong mười mấy tinh vực bốn phía, là không người nào có thể địch. Bái kiến tam tổ, bốn tên tiểu bối đàm ra quỳ xuống, cực kỳ cung kính, ngay cả đàm phong cũng hơi không người, tuy hắn nhìn qua so với lão giả này tuổi còn muốn lớn hơn một chút. Cường giả này tên Đàm Vân, chính là một vị trí cường giả của Đàm gia có thể được gọi là tam tổ chính là minh chứng một môn hai ma chủ bọn người cuồng kiếm ma chủ khiếp sợ trước nghe tiểu bối của Đàm gia gọi Đàm Phong là lục tổ bọn họ còn tưởng rằng đây chỉ là một bối vị phổ thông mà thôi nhưng hiện tại đến xem Đàm gia còn có ngũ tổ tứ tổ nhị tổ đại tổ a à? tam tổ cũng đã là địa ma à? vậy nhị tổ đại tổ mạnh cỡ nào Đàm gia này đến tột cùng là thế lực gì a à? cũng thật đáng sợ Đàm Phong hành lễ xong lập tức quay người sang, nhìn về phía đám người cuồng loạn ma chủ cười lạnh nói. Ngươi không phải là muốn bảo đảm tiểu tử kia mệnh sao? Ha ha ha, đến A, ra tay A, sắc mặt của cuồng loạn ma chủ âm trầm, hai tay giấu ở trong tay áo, nắm thật chặt, xương ngón tay hơi vang vọng. Đạt đến độ cao như hắn, kỳ thực đã rất ít khi nổi giận, cao cao tại thượng như thiên thần, đâu thể nào có người dám ngỗ nghịch mình. Nhưng ai có thể ngờ tới, một vị địa ma sẽ giá lâm, ở trước mặt nhân vật như vậy, hắn yếu đuối đến như tiểu nhân vật vừa biết tu luyện. Ma chủ tứ cảnh, tranh lệch thực sự là quá to lớn, cái gọi là thiên tài mấy tinh mấy tinh, ở trước mặt tranh lệch như vậy chỉ có phần âm u thở dài. Ha 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 ha, đàm phong cười to, hắn xem thường ở trước mặt bọn tiểu bối trêu chọc uy phong, nhưng lần này bất đồng, mười mấy ma chủ lại dám ngăn cản mình, để hắn sinh tức giận. Ta nhổ vào, món đồ gì, chỉ là run dế minh giới, biết hắn đến từ phương nào sao. Tổ tiên là từ tiên vực cao quý mà đến, một ngón tay của hắn còn cao quý hơn những người này gộp lại gấp trăm lần. Các ngươi từng cái từng cái vừa nãy không phải rất hung hãn sao? A, à, làm sao không kiêu ngạo? Đàm Phong đắc thế không tha người, tay chỉ về 17 vị ma chủ, cực kỳ xem thường. Lão Lục, Đàm Vân cuối cùng mở miệng, âm thanh rất thấp, nhưng để Đàm Phong lập tức dùng mình, ngậm miệng lại. Hắn hơi dừng lại một chút mới nói, bí cảnh ở đâu? Cái này, Đàm Phong gãi gãi đầu, hắn cũng không biết a, à, trước chỉ muốn giết Lăng Hàn đã quên còn có bí cảnh. Thấy Đàm Vân lộ ra vẻ không vui, hắn vội vàng nói. Tam tổ, người này giết nhất nhi, hơn nữa còn ở trong bí cảnh được thánh quả cùng ma binh. Ồ, Đàm Vân nhìn Lăng Hàn một chút, chỗ ánh mắt đảo qua, để Lăng Hàn cảm giác mình thật giống như biến thành trong suốt, không có một chút xíu bí mật có thể ẩn giấu. Hắn lạnh nhạt nói, chỉ là hằng hà cảnh trung cực vị, làm sao có khả năng giết nhất nhi. Hắn có thể hoàn toàn kích hoạt một ma binh, Đàm Phong nói, Đàm Vân không khỏi kinh ngạc, một hàng hà cảnh lại có thể hoàn toàn kích hoạt ma binh. Cái này quá khó mà tin nổi, phải biết ngay cả đàm nhất cũng không thể nào làm được, người không vào sáng thế cảnh, liền không cách nào nắm giữ quy tắc thiên địa cấp bậc này. Bắt hắn, hắn nói, đối phó một tiểu bối hằng hà cảnh tự nhiên xem thường tự mình ra tay. Đàm Phong xoay người lại, ánh mắt nhìn chầm chầm lăng hàn, trong miệng lại nói. Bây giờ còn có ai muốn ngăn cản bản tòa, chương 1687, tam tổ hạ Cha, Trúc Huyên gấp đến độ đi đong đưa cánh tay của bá kiếm ma chủ, nếu để cho Lăng Hàn rơi vào tay đàm phong, vậy khẳng định là một con đường chết. Bá kiếm ma chủ nhíu mày thành chữ xuyên, nhưng trước sau không nói gì. Hiện tại có một vị địa ma tỏa chấn, hắn ra tay hữu dụng sao? Chỉ có thể đẩy mình xuống nước, nếu như hắn chỉ là người cô đơn, vậy đúng là có thể đụng một cái, đoạt người liền chạy, ngược lại tốc độ của sáng thế cảnh đều gần như. Hắn có sự kiêng rè, không dám mạo hiểm. Một bên khác, Cuồng loạn ma chủ cũng trao mày, hắn thiếu nợ lăng hàn nhân tình, nếu như trơ mắt nhìn lăng hàn gặp rủi ro, cái này sẽ trở thành một cây gai trong lòng hắn, trực tiếp ảnh hưởng đạo tâm của hắn. Cha, cứu tên kia, vu giác nhỏ giọng nói, tuy hắn hận lăng hàn, nhưng kia là tiểu hài tử tranh giành đồ chơi, quan niệm thị phi hắn vẫn có, lúc trước đúng là lăng hàn đưa hắn trở về minh giới, hắn nhớ kỹ. Ha 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 ha, một bầy kiến hôi, cũng dám vọng tưởng tranh giành với thiên long. Đàm phong cười gần, duỗi ra bàn tay lớn tóm tới lăng hàn, bây giờ tâm tình của hắn thực sự là cực kỳ thoải mái. Vù, một ánh kiếm xẹt qua, một ma chảo ngập trời, bá kiếm ma chủ cùng cuồng loạn ma chủ gần như cùng lúc đó ra tay, cản lại đòn đánh này của đàm phong. Các người phản kháng không được, đàm phong giận dữ, tam tổ đến rồi, các người còn dám phản kháng. Tiền bối, cuồng loạn ma chủ nhìn về phía đàm vân, ôm quyền. Lăng Hàn là ở trong trận chiến công bằng ấy đánh giết đàm nhất, hiện tại để một vị ma chủ ra tay chấn áp hắn, không cảm thấy có sai công chính sao? Công chính, đàm phong cười to, cái gì gọi là công chính? Ta đàm ra liền gọi công chính, lý của đàm gia ta mới gọi là lý. Tam tổ, kính xin ra tay, tiêu diệt hai người này, giữ gìn uy nghiêm của đàm gia ta. Quá bá đạo, lẽ nào đàm gia này là minh giới chi chủ sao, sao thô bạo không giảng đạo lý như thế? Tiền bối, lăng hàn ngắt lời, lớn tiếng nói. Vãn bối đến từ bát thạch cấm địa, một môn người lão tổ, lần này là cố ý đến minh giới rèn luyện, nếu như ở đây đã xảy ra chuyện gì, lão tổ trong tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn thuận miệng nói bậy, thuận tiện còn để bắt thạch cấm địa gánh vết bẩn, chủ yếu là vì kéo dài thời gian, chỉ cần tiểu tháp tỉnh lại, hắc tháp có thể dùng, vậy quản ngươi đến thiên ma hay địa ma, hắn cũng không sợ. Lại nói, lấy hỗn độn nguyên thạch cho tiểu tháp luyện hóa, hắn thậm chí có thể ngược lại làm thịt người của đàm gia. Đàm phong không khỏi ngẩn ra, quay đầu lại nhìn đàm vân một chút, có chút kiêng kỵ. Cấm địa A, kia chính là giống đàm gia, hắn không phải kiêng kỵ lăng hàn, mà là thế lực phía sau, vạn nhất còn mạnh hơn đàm gia, vậy sẽ gặp phải phiền toái lớn. Chưa từng nghe nói, đàm vân cuối cùng mở miệng, con mắt đóng mở trong lúc đó, có ngàn tỷ ngôi sao sáng diệt, khí tức cực kỳ đáng sợ. Lăng hàn khẽ mỉm cười nói, vãn bối không phải là người của minh giới, mà đến từ thần giới. Không thể, đàm phong lập tức lắc đầu, cái tên này hoàn mỹ dung hợp ở minh giới, làm sao có khả năng là người của thần giới? Phải biết hắn lại không phải là không có nếm thử tiến vào thần giới, nhưng quy tắc thiên địa nắm giữ sẽ bị tiêu diệt, sau một quãng thời gian tu vi của hắn sẽ rút lui. Vì lẽ đó, mặc dù nói đạt đến sáng thế cảnh đại cực vị, dung hợp quy tắc hai giới liền có thể nổ ra cánh cửa tiên vực, nhưng trên thực tế căn bản không thể nào làm được. Lăng Hàn chỉ nhìn Đàm Vân, không để ý đến Đàm Phong. Hắn hơi suy nghĩ, trong cơ thể có ánh sáng thần tính giật động, phóng lên trời e sợ cách một tinh cầu cũng có thể thấy rõ sinh linh thần giới ở đây quá rõ ràng rồi đàm phong nhất thời tựa như bị tắt một cái đầy mặt kinh ngạc hoàn toàn nói không ra lời cái này quá khó mà tin nổi một hằng hà cảnh nho nhỏ lại có thể đồng thời nắm giữ quy tắc của hai giới thần minh đây là sáng tạo một kỳ tích hoàn toàn không thể làm vậy thì như thế nào có điều hắn lại lập tức hung hăng lẽ nào người của đàm gia bọn họ có thể chết không sao ánh mắt của hắn lạnh lẽo liền muốn ra tay Chậm, nhưng Đàm Vân đột nhiên ngăn cản. Đàm Phong rất bá đạo, nhưng ở trước mặt Đàm Vân lại ngoan đến không còn tính khí, lập tức cung kính ngừng lại, chỉ là trong lòng có chút không rõ, lẽ nào Tam Tổ biết bát thạch cấm địa gì này, sản sinh kiêng kỵ. Đàm Vân nhìn Lăng Hàn, trong lòng có một ý nghĩ. Người đời sau đến từ tiên vực như bọn họ sau kỳ thực đều biết nên làm sao trở về tiên vực, kia chính là dung hợp quy tắc hai giới, liền có thể mở ra đường nối trở về. Nhưng trên thực tế, vô số ức năm qua, lại căn bản không có ai làm được quy tắc hai giới như thủy hỏa căn bản không thể hòa vào nhau bất luận người thân ở một giới nào cũng sẽ làm hao mòn quy tắc nắm giữ ở một thế giới khác ngay cả cùng tồn tại cũng khó khăn huống chi là dung hợp bởi vậy trở về tiên vực xưa nay chỉ là một khẩu hiệu một mơ ước nhưng hiện tại hắn phảng phất như nhìn thấy một tia hy vọng toàn lực bồi dưỡng người này để người này mở ra cánh cửa tiên vực chờ sau khi bọn hắn thông qua lại đập chết người này là tốt rồi ngược lại địa ma liền có thể nổ ra đường nối hai giới, mà đàm gia lại có thiên ma tỏa chấn, coi như người dung hợp quy tắc hai giới, nhưng địa ma trung quy chỉ là địa ma mà thôi. Tiến vào tiên vực, đây là giấc mơ của mỗi một tiên vực di dân, cái này thậm chí có thể áp đảo tất cả, chết một tộc nhân trọng yếu lại tính là gì. Không nên lấy cấm địa gì đó đến ép đàm gia ta. Hắn cười ha ha, tự nhiên không thể bị một tiểu bối hằng hà cảnh xem thường. Ngay cả thánh vương tiến vào bản giới, kia chỉ còn lực lượng mà thôi, ngay cả hoàng ma cũng không bằng. Nhưng Lăng Hàn cất tiếng cười to, đối mặt một tên địa ma vẫn chậm rãi nói, mặt không biến sắc, để cuồng loạn ma chủ cùng các đại nhân vật đều âm thầm gật đầu, người trẻ tuổi này thực sự là dũng khí hơn người. Tiền bối, ngay cả ta cũng có thể dung hợp quy tắc hai giới, lão tổ nhà ta càng là công tham tạo hóa, chút lòng thành mà thôi. Lăng Hàn cực kỳ kiêu ngạo, ngược lại cũng không ai vạch trần. Có bản lĩnh người đi thần giới chứng thực A chương 1688, liền chặn hai chiêu. Đàm Vân càng cáo già, cười nói, nếu như bát thạch cấm địa người có lão tổ dung hợp quy tắc hai giới, hiện tại chẳng phải là đã trở về tiên vực. Đây là một sơ hở, lăng hàn nhe răng, chỉ lo thổi, không nghĩ tới thổi phá thiên. Hắn xoay chuyển ánh mắt nói, bát thạch cấm địa ta mạnh mẽ, lại há là các ngươi những cấm địa hạ cửu lưu này có thể so sánh. Như vậy đi, ta liền tiếp tiền bối một chiêu, để các ngươi mở mang kiến thức thực lực của bát thạch cấm địa ta một chút lời này khiến người ta nghe xong líu lưỡi có ai nói như ngươi sao một bên tiền bối tiền bối kêu nhưng một bên khác ngay cả hạ cửu lưu cũng nói ra đây là miệt thị cỡ nào có điều khẩu khí của tiểu tử này cũng thật lớn lại còn nói muốn tiếp một chiêu của địa ma tốt đàm vân từ tốn nói tâm tình tựa hồ căn bản không nhận ảnh hưởng khoát tay liền tóm về phía lăng hàn hắn chỉ tiện tay mà làm nhưng địa ma cường đại cỡ nào lực lượng quy tắc quấn quanh ở trên bàn tay của hắn ngàn tỷ ngôi sao tỏa hào quang lực lượng một chảo này ngay cả hoàng ma cũng không thể đối kháng nhất định phải trốn gắng ngượng chống đỡ chỉ có thể bị tóm lang hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh cả người có kim quang ẩn động ra rẻ ở bề ngoài càng có từng viên từng viên phù văn tỏa ra phức tạp huyền ảo ngay cả thiên ma cũng không thể thấy rõ vù một trường ấn xuống lại bị cản lại Phốc, thấy cảnh này bao quát đàm phong ở bên trong hết thảy ma chủ đều phun ra ngoài thật chặn được rồi, chỉ là tiểu bối hàng Hà cảnh, thật chặn được một đòn của địa ma. Các người xác định không có đang diễn trò sao? Đàm Vân thu tay lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn xác thực đánh giá Lăng Hàn rất cao, đây là một người có thể ở hàng Hà cảnh liền dung hợp quy tắc hai giới, là hạt giống có thể tiến vào tiên vực. Nhưng đó chỉ là tiềm lực tương lai của Lăng Hàn, mà không phải thực lực bây giờ. Quá đáng sợ, cái này là quái vật gì a? À? Lăng Hàn cũng không dễ chịu, chịu một đòn của địa ma, chỉ có hắn tự mình biết trong cơ thể đã có mấy cây thần cốt đứt đoạn cũng còn tốt bất diệt thiên kinh mạnh mẽ có thể khép lại rất nhanh chỉ là dưới một đòn liền tiêu hao hết nguyên lực của hắn trạng thái cực kỳ suy yếu cái này không gạt được các ma chủ nhưng cũng bởi vì thấy rõ mới để các ma chủ khiếp sợ tên này đúng là bằng thực lực của mình chặn một đòn của địa ma thực sự là muốn nghịch thiên rồi ánh mắt của đàm vân lập tức trở nên hừng hực hắn tin tưởng lăng hàn khẳng định tu luyện công pháp mạnh mẽ gì mới có thể nắm giữ năng lực kinh người như vậy nếu như đàm gia có thể thu được truyền thừa như vậy. Hí, Lăng Hàn có thể dung hợp quy tắc hai giới, hẳn chính là vì tu luyện loại công pháp này. Thế nhưng, tiểu tử này nói bát thạch cấm địa có 10 tên lão tổ, mỗi người đều có thể dung hợp quy tắc hai giới, vậy thì cũng biến thành có thể. Nếu có 10 thánh nhân mạnh mẽ giết tới, sức chiến đấu còn không giảm, vậy đàm gia ứng phó được không? Hắn âm thầm suy tư, rất nhanh thì hạ quyết tâm. Cái tạo hóa này, đàm gia muốn, người trẻ tuổi, theo lão phu trở lại làm khách đi, nếu đại nhân nhà ngươi đến, lại để bọn họ mang ngươi trở lại. Hắn lại ra tay, oanh, ma trưởng che trời, cường đại đến không cách nào hình dung. Lần này, Lăng Hàn làm sao chặn, bất diệt thiên kinh phòng ngự cực hạn đã dùng, hắc tháp lại không tiến vào được, Lăng Hàn đã cùng đường bí lối. Một trường ấn lại, hai mắt của Lăng Hàn đột nhiên phát sáng, phá tan bầu trời. Ừm, cho dù là đàm vân cũng ngẩn ra, ánh sáng như vậy ngay cả hắn cũng không dám đụng vào, vội vàng thu tay lại. Đây là đạo quang, trước lăng hàn lĩnh ngộ làm sao dung hợp quy tắc hai giới, được thiên địa tán thành, hạ xuống đạo quang, cuối cùng bị hắn thu vào trong đôi mắt, lúc này dùng tới, lần thứ hai hóa giải một đòn của cường giả vô thượng. Ta sát, đám người cuồng loạn ma chủ đều kinh ngạc đến ngây người, coi như đổi thành bọn họ lên, cũng tuyệt đối chỉ có chạy trôi chết, nhưng một hàng hà cảnh lại liên tục chặn hai chiêu của đàm vân. Đừng xem chỉ có hai chiêu, chuyện này quả thật là tráng cử nghịch thiên, ngay cả bọn họ cũng chỉ có phần bái phục đàm phong thì hoàn toàn vô ngữ người trẻ tuổi này trâu bò đến muốn lên trời a à. đàm vân không chút biến sắc ngược lại nở một nụ cười người trẻ tuổi còn có chiêu gì sao hắn lần thứ ba thò tay ra tóm về phía lăng hàn lần này lăng hàn làm sao chặn phù bàn tay lớn vồ tới như thiên địa đang hưởng ứng ma chủ ở minh giới liền đại biểu thiên địa ý chí của một phương này làm sao chặn làm sao bây giờ lăng hàn cũng không biện pháp hắn đã dùng hết tất cả đại chiêu có thể dùng rồi Tuy hắn còn có một chút tiên pháp, nhưng giới hạn ở thực lực, đừng nói địa ma, ngay cả hoàng ma cũng không thể ngang hàng, hiện tại hắc tháp tiến vào không được, hắn ngay cả chạy trốn cũng không có cách nào trốn. Cũng còn tốt, đối phương chỉ là muốn bắt hắn, vậy hắn còn có thể kéo dài thời gian, chỉ cần tiểu tháp tỉnh lại, hắn liền không sợ. Oanh, bàn tay lớn chộp tới, che kín bầu trời. Ha ha, đàm lão tam, người cũng quá không có tiền đồ, lại ra tay với một hàng hà cảnh nho nhỏ, nhỏ hơn nữa hai lần cũng không có chiếm được thượng phong, thực sự là làm mặt của đàm lão quỷ mất hết. Một thanh âm tràn ngập chế nhạo truyền tới, lại nhanh hơn bàn tay lớn của đàm vân đánh ra, hơn nữa rõ ràng truyền tới trong tay mỗi người. Oanh, đàm vân vỗ xuống một trường, nhưng làm sao cũng ấn không tới, bị ngăn ở ngoài 10 trường. Bên người lăng hàn, không biết lúc nào có thêm hai người. Một lão giả vóc người lõm khỏng, tóc trắng dâu bạc trắng, tràn ngập vẻ già nua, thật giống như lúc nào cũng có thể sang thế giới bên kia một cái khác là nam tử vóc người cường tráng cao to, trên người để trần, mặc quần da thú, tựa như dã nhân. Không có ai nhìn nhiều dã nhân kia, mà chăm chú vào trên người lão giả tóc trắng. Người lão giả này mới liếc mắt nhìn thì không có gì lạ, nhưng chỉ cần thoáng nhìn hai mắt, toàn bộ tâm thần của người ta sẽ bị hấp dẫn tới, phảng phất như rơi vào một vũng lầy, làm sao cũng không rút ra được. Chờ mạnh mẽ chấn định lại, tất cả mọi người chảy mồ hôi lạnh khắp người, chỉ cảm thấy toàn thân trột dạ, tinh khí thần suy sụp một đoạn dài. T, lão giả này lại là người nào? Trường 1689, một núi so với một núi cao. Đàm Vân Nguyên bản vẫn nhẹ như mây gió, nhưng hiện tại không thể không thay đổi sắc mặt nói. Các hạ, chẳng lẽ tiền bối chính là người của bát thạch cấm địa? Tiền bối thật giống như nhận ra ra tổ. Lăng Hàn giật mình nhìn tráng hán dã man kia, cái này không phải người khác, chính là câu lực. Câu lực nhìn hắn nháy mắt, cười nói, ta không phải đã nói, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Mà ma chủ khác thì toàn bộ mất xỉu, Tiền Bối, Đàm Vân lại gọi lão giả này là tiền bối. Phải biết, hắn chính là địa ma a, à, vậy có thể để hắn xưng tiền bối, phải là cường giả gì? Đáp án chỉ có một, Thiên Ma. Lão Thiên Ma cười ha ha nói, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh, lúc trước ngươi còn là một tiểu quỷ mông trần chạy, hiện tại cũng đã thành đại nhân vật uy chấn một phương. Chuyện này, sắc mặt các ma chủ quái lạ, lão gia ngài cũng quá độc miệng đi, tuy ai không có tuổi ấu thơ như vậy nhưng ở trước mặt một vị cường giả địa ma nói như vậy cái này liền đàm vân đỏ mặt nguyên bản đến độ cao như hắn phải bất động như núi nhưng không chịu nổi đây là một vị thiên ma càng có thật nhiều ma chủ ở một bên nghe cái này làm sao chịu được lang hàn không khỏi cười thầm câu lực phỏng chừng là bị lão giả này bồi dưỡng ra được một già một trẻ đều rất độc địa có điều hắn yêu thích tiền bối người tựa hồ nhận thức ra tổ đàm vân cố gắng tự chấn định cũng kiên định gỡ bỏ đề tài lão thiên ma suy nghĩ một chút nói sự tình ở rất nhiều trăm triệu năm trước vốn là muốn tìm lão tổ nhà ngươi cùng ngư một việc lớn đáng tiếc đàm lão quỷ lá gan quá nhỏ ha ha phải lại bị độc địa một câu đàm vân còn không dám mạnh miệng thiên ma a đứng ở đỉnh cao của toàn bộ minh giới bế nghĩa thiên hạ mạnh đến không cách nào tưởng tượng hắn suy nghĩ một chút mới nói tiền bối người này giết con cháu đàm gia ta nếu lão gia ngài cùng đàm gia ta có chút ngọn nguồn kính xin để vãn bối mang người này về, nghĩ đến lão tổ sẽ nợ ngài một ân tình. Làm sao, cầm đàm lão quỷ đến ép lão phu sao? Lão thiên ma hừ một tiếng, trong lỗ mũi phun ra hai đám hắc khí, hóa thành hai thanh thiên mâu, quay về bầu trời chém qua, nhất thời thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm. Tất cả mọi người đều là tâm linh rung động, tất cả mọi người dưới sáng thế cảnh đều quỳ xuống, chỉ có lăng hàn ngoại lệ, hắn hai lần được thiên địa tán thành, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng có thể đại biểu thiên địa, ở trên địa vị không kém sáng thế cảnh không dám đàm vân vội vàng khom người nói lại như trước hắn có thể ép tới đám người cuồng loạn ma chủ hoàn toàn không nhấc đầu lên nổi mà ở trước mặt vị thiên ma này hắn cũng hoàn toàn không có tính khí chỉ có thể mặc cho người bắt bí đây chính là thực lực lão thiên ma phất phất tay nói nể mặt đàm lão quỷ lão phu cũng không làm khó ngươi nên đi đâu thì đi đi tiền bối đàm vân không cam lòng tiểu tử kia là người giết thiên kiêu của đàm gia hắn hơn nữa còn người mang bí pháp vô thượng, sao có thể buông tay như vậy? Lão Phu không phải là đang trưng cầu ý kiến của ngươi. Lão Thiên Ma hừ một tiếng, đột nhiên quất tới một cái tát, đùng, đàm vân nhất thời bị quất bay, trong nháy mắt hóa thành một điểm đen nhỏ, biến mất ở trong tinh không minh mông. Hắn lại quay đầu nhìn lại đám người đàm phong, làm sao, các ngươi cũng muốn Lão Phu đưa các người đoạn đường sao? Không cần, không cần làm phiền tiền bối. Đàm Phong vội vàng lắc đầu, vậy còn không cút, Lão thiên ma hừ một tiếng, cút, cút, vãn bối cút ngay. Đàm phong vội vã tóm lấy bốn tộc nhân, một kim quang đại đạo trải ra, liền muốn đi xa. Ân tình hôm nay của đàm gia ta nhớ rồi, ngày sau tất có báo đáp. Lang hàn đột nhiên mở miệng, dưới chân đàm phong đột nhiên trùn lại, trên mặt lộ ra sát khí, suýt chút nữa đã muốn xoay người lại đập chết lang hàn. Nhưng vừa nghĩ tới lão thiên ma, hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy dòng, dám cũng không dám thả một cái, điều khiển kim quang bỏ chạy. Lão thiên ma vỗ tay một cái nói, cho hay kết thúc, mọi người tản đi đi. Tuy lão giả nói ung dung, nhưng đây là ý chỉ của một vị thiên ma, ai dám không nghe. Nhiều ma chủ vội vã nắm lên tiểu bối của từng người, điều khiển kim quang đại đạo rời đi, cũng đừng để vị lão thiên ma này một cái tát đánh bay. Người trẻ tuổi, đến, theo lão phu đi một chút. Lão thiên ma vô cùng hòa khí, nhìn lăng hàn vẫy vẫy tay. Câu lực cười nói, lăng bẩn vương, đừng ngượng ngùng như thế, người lại không phải tiểu cô nương lăng hàn lường một cái con hàng này thật không đổi tính một chút nào hắn chắp tay nói vẫn không có cảm ơn ân cứu giúp của tiền bối việc nhỏ việc nhỏ lão thiên ma cười nói cất bước mà lên mà lăng hàn cùng câu lực thì ở hai bên trái phải cùng đi theo thoáng lạc hậu một bước người trẻ tuổi nói vậy ngươi nên biết sự tình của tiên vực a lão thiên ma liếc mắt nhìn lăng hàn hắn thu lại hết thảy khí tức như người bình thường biết lăng hàn gật đầu trả lời vô cùng ngắn gọn, không cần thiết khoe khoang ở trước mặt đại nhân vật này. Lão thiên ma gật gù nói, này ngược lại có thể bớt đi lão phu rất nhiều miệng lưỡi. Lăng Hàn không có ngắt lời, chỉ lắng nghe, lão phu họ Âu Dương, tên Thái Sơn, lão thiên ma nói ra tên của mình, mà lão phu còn có một thân phận, là cửu trưởng lão của phá thiên minh. Phá thiên minh, trời, cao cao tại thượng, ngay cả thánh nhân, ma chủ cũng phải thuận theo, làm việc nghịch thiên, sẽ gặp đến thiên kiếp oanh kích, hồn phi phách tán. Cho dù là sáng thế cảnh thì đã làm sao, một ước năm liền qua một lần thiên nhân kiếp, không vượt qua được vận rủi quấn quanh người, thì cho dù còn có lượng lớn tuổi thọ cũng vô dụng, nhất định chỉ là một con đường chết. Vì lẽ đó, trời không thể nghịch, không thể phạm, không thể chống. Phá thiên minh, chỉ là danh tự này liền đắc tội chết người ta rồi, mà đối với sáng thế cảnh mà nói, thực lực hoàn toàn cùng thiên địa móc nối, càng không nên làm việc nghịch thiên mới đúng. Lăng Hàn kinh ngạc, nếu ngươi là mấy tiểu mau tặc không đủ tư cách, người không biết không sợ, thành lập phá thiên tông, phá thiên giáo còn nói được, nhưng một vị thiên ma cũng gia nhập tổ chức như vậy, cái này rất ngạc nhiên. chương 1690, Cổ giới, Âu Dương Thái Sơn cười cợt, tiếp tục đi về phía trước. Người trẻ tuổi, người biết, phải như thế nào mới có thể đi vào tiên vực chứ? xung hợp quy tắc hai giới, nổ ra đường nối tiên vực. Lang Hàn hồi đáp, Âu Dương Thái Sơn gật đầu nói, cái này nói đến đơn giản, nhưng cho đến tận bây giờ, không có một người có thể thành công làm được, bởi vì dung hợp quy tắc hai giới là chuyện không thể nào. Lăng Hàn sững sờ, hắn không phải dung hợp thành công sao? Hay là nói, hắn vẫn không có đạt đến sáng thế cảnh, vì lẽ đó lĩnh ngộ được quy tắc, nhưng bước vào cảnh giới tiếp theo liền không xong rồi. Ngươi là một ngoại lệ, vì lẽ đó lão phu mới sẽ đích thân lại đây gặp ngươi. Âu Dương Thái Sơn lại nói một câu, hóa ra ta là ngoại lệ, không đúng, loạn tinh nữ hoàng cũng dung hợp được quy tắc hai giới thiên phượng thần nữ thì chưa được, chỉ có thể dùng quy tắc của minh giới tới tăng cường quy tắc của thần giới, mặc hắn giải thích thế nào cũng không làm được. Lẽ nào nữ hoàng là bởi vì tiên thai, lang hàn không nói gì, hiển nhiên Âu Dương Thái Sơn không chỉ là đến liếc hắn một cái, vì lẽ đó hắn chỉ cần lẳng lặng nghe là tốt rồi. Người trẻ tuổi, lão phu nói cho ngươi một bí mật. Âu Dương Thái Sơn đột nhiên đổi đề tài, có lẽ là rất sớm trước đây, thời gian cụ thể đã không thể hỏi, minh giới, thần giới kỳ thực là một thể cái gì lăng hàn đột nhiên trợn to hai mắt đây thực sự là một tin tức kinh người a thần minh hai giới một thể đúng rồi tiểu tháp nói tiên vực cũng không phải địa phương cao hơn thần giới một cấp độ mà là một bộ phận của thần giới chỉ là khá đặc thù mà quy tắc của tiên vực đầy đủ hết không phân sáng tạo cùng hủy diệt lẽ nào lúc trước thần giới một phân thành ba một cái là tiên vực duy trì trạng thái nguyên thủy nhưng nhỏ hơn rất nhiều còn lại thì chia ra làm hai biến thành thần giới cùng minh giới chỉ là cái phá hoại này quá lớn không chỉ chia khu vực ra làm hai hơn nữa quy tắc cũng bị phân chia này xưng là cổ giới âu dương thái sơn nói tiếp tục vạch trần bí mật lớn ở trong cổ giới tiên vực là một chỗ cực kỳ đặc thù chỉ có đạt đến đại thánh hoặc địa ma mới có thể đi vào bên trong đó thần tính tinh hoa có thể bất diệt để cho võ giả tiếp tục tăng cao tu vi do đó thọ cùng trời đất nhưng một ngày kia tiên vực phát sinh dung chuyển lớn hoặc là nói cổ giới trước tiên phát sinh biến hóa long trời lở đất phân hóa thành thần minh hai giới, tiến tới ảnh hưởng tiên vực. Người cũng biết, lúc trước tiên vực phát sinh một hồi náo động lớn, vô số thế lực gặp phải tàn sát, số ít người thoát đi, hoặc bị trục xuất ra tiên vực, mất đi tư cách vĩnh sinh. Hiện tại, cổ giới chia ra làm hai, quy tắc đối lập, cũng làm cho sáng thế cảnh xuất hiện phân kỳ, chia làm ma chủ cùng thánh nhân, làm cho bất luận người nào cũng mất đi tư cách tiến vào tiên vực. Muốn thay đổi tất cả những thứ này, chỉ có một biện pháp. Ánh mắt của Âu Dương Thái Sơn đột nhiên sáng quắc, để thần minh hai giới dung hợp, một lần nữa thành cổ giới. Chuyện này, chí hướng thật lớn, mục tiêu thật cao, lang hàn khiếp sợ, nguyên bản đây mới là ý nghĩa chân chính của phá thiên minh, bọn họ không phải muốn đấu cùng thiên địa, mà là muốn phá tan bình phong giữa thiên địa này, trợ giúp hai thiên địa một lần nữa dung hợp. Nhưng khả năng này làm được sao? Âu Dương Thái Sơn phảng phất như nhìn ra nghi hoặc của Lăng Hàn nói. Hai thiên địa này vốn là một thể, tự nhiên có thể dung hợp. Trên thực tế, đường nối hai giới mà ngươi thấy, chính là một loại bản năng của cổ giới này, muốn lần nữa dung hợp. Hóa ra, đây mới là ý nghĩa chân chính của đường nối hai giới. Không phải hai thế giới xung đột, mà là hai thế giới đang tìm kiếm dung hợp, thông qua phương thức như thế thẩm thấu lẫn nhau, cuối cùng có một ngày, hai giới sẽ lần thứ hai hợp nhất, lập lại cổ giới. Nhưng quá trình này cần mấy trăm ức năm, thậm chí mấy vạn ức năm. Lão Thiên Ma lại nói, chúng ta vốn chỉ có thể chờ đợi chờ, tuy thúc đẩy một tí, nhưng hiệu quả sẽ không quá lớn. Nhưng hiện tại người xuất hiện, cái này liền không giống. Người có thể trở thành một hạt nhân, dùng tụ quy tắc hai giới, để tốc độ tái tạo của hai giới tăng lên vô hạn. Âu Dương Thái Sơn nhìn Lăng Hàn, lấy vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị nói. Hiện tại, Lão Phu chính thức mời người gia nhập phá thiên minh, chỉ cần ngươi gật đầu, liền có thể trở thành trưởng Lão thứ 17 của bản minh. Lão Phu có thể đồng ý ngươi, lấy hết tất cả lực lượng đến bồi dưỡng ngươi. T. Câu lực hít vào một ngụm khí lạnh, Thập thất trưởng lão, đây là vinh quang cỡ nào? Phải biết 16 vị trưởng lão đương nhiệm của Phá Thiên Minh đều là người nào. Thiên Ma cùng Thánh Vương, hoặc là nhân vật đi tới đỉnh cao. Hơn nữa, 16 vị trưởng lão xếp hạng cũng không trước sau, bởi vậy, mặc dù Lăng Hàn là thập thất trưởng lão, nhưng ở trên quyền thế là không kém đại trưởng lão, nhị trưởng lão hay cửu trưởng lão. Ngay cả Thiên Ma, Thánh Vương vừa đột phá cũng không có tư cách làm trưởng lão, nhưng lại dành cho một tiểu võ giả hằng hà cảnh trung cực vị. Điều này có thể không khiến người ta khiếp sợ sao? Ai bảo có thể lang hàn đầu cơ kiếm lợi chứ? Dung hợp quy tắc hai giới, gần như không tồn tại. Lang hàn suy nghĩ một chút nói. Xin hỏi tiền bối, trong phá thiên minh có những người nào? Nghe khẩu khí của đối phương, đây là một siêu cấp tổ chức ngang qua hai giới. Nếu bát thạch cấm địa cũng ở trong đó, vậy thì có chút vi diệu. Âu Dương Thái Sơn nói ra mỗi một cái tên, có tôn hào của cường giả, cũng có tên của cấm địa, đủ tư cách biết sự tồn tại của tiên vực cơ bản là đời sau của những người lúc trước bị trục xuất, trốn ra được kia, trong đó liền có một người họ hồ, chính là lão tổ của bát thạch cấm địa. Quả nhiên, bát thạch cấm địa cường đại, phải có tư cách tham dự kế hoạch lớn như vậy. Tám minh tám thần, đúng là vừa vặn, hai bên mỗi bên có tám cấm địa tham dự việc này, có điều, đàm ra đông xương cấm địa không ở trong đó. Đàm lão quỷ sợ phiền phức, lo lắng can thiệp hai giới dung hợp sẽ gặp thiên khiển. Âu Dương Thái Sơn nói, có vẻ rất xem thường, dưới cái nhìn của hắn, không có mục tiêu cao thượng hơn tiến vào tiên vực, hơn nữa, không vào tiên vực, bọn họ cuối cùng sẽ chết già, vậy còn không bằng làm liều một phen. Chương 1691, tiểu tháp tỉnh lại. Nhưng cũng không phải hết thảy cấm địa đều có ý nghĩ giống hắn, dung hợp hai giới. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ là hoàn toàn không thể nào làm được, bởi vậy, bọn họ tình nguyện đi tìm biện pháp khác. Nhưng cho đến tận bây giờ, hai phe này kỳ thực vẫn không có tìm được con đường có thể đi, căn bản không thấy có người phá vào tiên vực. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Vãn bối cùng bát thạch cấm địa có chút mâu thuẫn, Âu Dương Thái Sơn không khỏi ngẩn ra, vẻ mặt nhìn về phía hắn tràn ngập quái lạ. Người nha, cũng quá biết gây sự đi, câu lực cũng không nói gì, có điều, có thể đắc tội hai đại cấm địa, hơn nữa còn là minh giới, thần giới đều không buông tha, cái này cũng là một loại năng lực. Càng mấu chốt chính là, Lăng Hàn đắc tội bát thạch cấm địa còn có thể sống tiến vào minh giới, cái này càng thêm lợi hại. T, cái tên này sẽ không phải là bởi vì tị nạn mới đến minh giới chứ. Câu lực vừa nghĩ, không khỏi càng thêm khiếp sợ, người nha, tránh nạn cũng có thể lĩnh ngộ quy tắc của minh giới, dung hợp quy tắc của thần giới, quả thực khiến người ghen tị đến đỏ mắt a. À. Âu Dương Thái Sơn trầm ngâm, bát thạch cấm địa ở thần giới chính là thế lực số một số 2 đặc biệt là lão tổ của bát thạch cấm địa, công tham tạo hóa, thực lực ở thần giới tuyệt đối có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Một vị đại nhân vật như vậy, ngay cả Âu Dương Thái Sơn cũng không dám sơ sẩy bất cẩn, lại không dám vỗ ngực bảo đảm đối phương nhất định sẽ nghe hắn khuyên, hóa giải mâu thuẫn với Lăng Hàn. Ngươi lại nói, giữa các ngươi có cửu oán gì? Hắn hỏi, Lăng Hàn cũng không có ẩn giấu, nói ân oán của hắn cùng bát thạch cấm địa một lần, để Âu Dương Thái Sơn không khỏi cau mày, cái này có chút vướng tay. Lão Phu sẽ nhờ một vị lão hiếu của thần giới đi du thuyết, tin tưởng hồ lão quỷ sẽ lấy đại cục làm trọng. Âu Dương Thái Sơn nói, hắn có lòng tin như vậy, chính là cho rằng khát vọng muốn đi vào tiên vực của hồ gia lão tổ lớn hơn tất cả. Nếu như có thể đi vào tiên vực, người người đều có hy vọng thành tiên, tuổi thọ vô hạn, so sánh với đó, chết mấy tộc nhân chỉ là chút lòng thành. Người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết A, à. người trẻ tuổi, qua một quãng thời gian lão phu lại tới tìm ngươi. Mặt khác, chỗ đàm gia lão phu cũng sẽ đích thân đi một chuyến, để bọn họ đàng hoàng. Âu Dương Thái Sơn gật gù, trải ra một kim quang đại đạo, cầm lấy câu lực liền đi cứ thế mà đi sao, vậy ta thì sao? Lăng Hàn không khỏi không nói gì, hiện tại tất cả mọi người đều đi rồi, nhưng hắn không thể sử dụng hắc tháp, xuyên vân toa cũng ở bên trong, bảo hắn làm sao bây giờ? Vượt qua tinh vũ, hắn xác thực không cần lo lắng chết khát chết đói, nhưng tốc độ quá chậm, coi như chạy đến hải không tinh cũng không biết muốn bao nhiêu thời gian. Quên đi, chờ tiểu tháp khôi phục đi, Lăng Hàn khoanh chân ngồi xuống, ba năm nay đại bộ phận thời gian hắn đều dùng ở lĩnh ngộ trận đạo, tích lũy lượng lớn kinh nghiệm, có thể làm theo, đây đối với ngày sau nắm giữ trận pháp thánh cấp rất có ích lợi. Càng là cảnh giới cao, muốn vượt cấp chiến đấu liền càng khó khăn, đặc biệt là sáng thế cảnh, đại thánh đối với trung thánh, trung thánh đối với tiểu thánh áp chế quả thực lớn đến trình độ không cách nào nghịch chuyển. Truy cứu nguyên nhân là vì có thể đi đến một bước này đều là vương giả, từng ở một cảnh giới nào đó tu ra cực cảnh, bởi vậy, cho dù còn có cấp 1, cấp 2, cấp 3 khác nhau, nhưng trừ khi cảnh giới của mọi tranh lệch cực lớn, nếu không ưu thế cực kỳ khó có thể thể hiện ra. Nếu như hắn muốn ở sáng thế cảnh còn có thể duy trì năng lực vượt cấp chiến đấu, vậy nhất định phải hảo hảo lợi dụng Bất Diệt Thiên Kinh, mà trận đạo là lợi khí tốt nhất, đầy đủ phát huy ra đặc điểm thể phách mạnh mẽ của hắn. Vừa ngồi xuống, chính là 10 ngày 10 đêm, không phải hắn muốn kết thúc minh tưởng, mà tiểu tháp rốt cuộc tỉnh lại. "Tiểu tử, Hỗn Độn Nguyên Thạch đã cầm tới chưa?" Tiểu tháp hỏi, âm thanh rất suy yếu, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. "Cầm." Lăng Hàn cũng không có dụ dỗ nó xem ra lần này tiểu tháp thực sự là xuất huyết. Rất tốt, tiểu tháp cất hỗn độn nguyên thạch đi, sau đó liền không để ý tới lăng hàn. Này, người cái tiểu tháp phong ân phụ nghĩa này, qua cầu rút ván sao. Lăng hàn kêu lên, nhưng tiểu tháp hoàn toàn không có phản ứng tới hắn. Ngược lại hắc tháp đã tỉnh, hắn cũng không vội vã đi, mà tiến vào hắc tháp, cùng nữ hoàng, thiên phượng thần nữ kiểm kê thu hoạch ở Hải Long Sơn lần này. Mặt khác, hắn cũng phải nói sự tình phá thiên minh cho hai nữ thiên phượng thần nữ trước sau không cách nào dung hợp quy tắc hai giới, bất luận ở dưới luân hồi thụ tiêu tốn thời gian bao lâu cũng vô dụng. Phá thiên minh, không, hết thảy cấm địa đều hẳn phải biết làm sao về tiên vực, nhưng vô số năm không có một người thành công, nói rõ bước đi này cực kỳ gian nan. Lăng Hàn trầm ngâm một hồi nói, ta cùng người có thể dung hợp quy tắc hai giới, hẳn là tình huống đặc thù. Câu sau là hắn nói với nữ hoàng, lúc trước cổ đạo nhất liền hoàn toàn tự tin, nhận định mình nhất định có thể trở về tiên vực, e là sức lực tới từ tu ra tiên thai, bằng không hắn cần gì phải ở thần giới lãng phí cửu thế chứ. Chẳng lẽ không thể ở tiên vực tu ra 10 đời tiên thai sao? Không phải là không thể, mà là chín thế trước của hắn căn bản không về được tiên vực. Người đáp ứng sao? Nữ hoàng hỏi, lang hàn gật gù, ta ngược lại không ngại, người người đều có quyền lực leo võ đạo đỉnh cao, ai cũng không thể cướp đoạt. Nữ hoàng ôn nhu nở nụ cười, kỳ thực nàng căn bản không thèm để ý thiên hạ muôn dân, cùng nàng có quan hệ gì đâu nhưng nếu lăng hàn nói muốn vậy nàng liền sẽ dốc toàn lực giúp đỡ lăng hàn thiên phượng thần nữ vô cùng phiền muộn cho dù nàng được truyền thừa của ba con phượng vương nhưng so với lăng hàn nữ hoàng lại có tranh lệch thật lớn phượng nhi đến hôn một cái lăng hàn nhìn thấy nàng thất lạc không khỏi cười nói đi đi thiên phượng thần nữ cho hắn một cái liếc mắt nữ hoàng thì đưa người lại hơi điểm nhẹ ở trên môi lăng hàn thật giống như đang an ủi hắn thiên phượng thần nữ suy nghĩ một chút cũng tập hợp tới hôn một cái, nữ hoàng đại nhân này mị lực như vậy cũng ôn nhu như nước với tên bại hoại này, nếu như nàng còn điêu ngoa, e sẽ bị đầy vào lãnh cung mất. chương 1692, sáng tạo đan phương mới. Lăng Hàn cười ha ha, một tay ôm nữ hoàng, một tay ôm thiên phượng thần nữ, phân biệt ở trên môi thơm của hai nữ nặng nề hôn một cái, sau đó lấy ra thánh quả, tiến hành hầm nấu. Không nấu không được, dược lực của thánh dược quá cường bạo, trực tiếp ăn đó là một con đường chết, ngay cả lăng hàn cũng không ngoại lệ mà hầm nấu ở trong hắc tháp có thể lợi dụng lực lượng hắc tháp tiến hành chấn áp sẽ không lãng phí một chút xíu dược lực bọn họ phân ăn có điều thiên phượng thần nữ căn bản ăn không được bao nhiêu chỉ có thể uống một chút xíu canh liền ở dưới luân hồi thụ tiến hành luyện hóa mà lăng hàn thì cùng nữ hoàng chia hết toàn bộ trái cây mỗi người đều là thần hà dân trào cả người có từng viên từng viên phù văn phát quang cực kỳ óng ánh mau mau luyện hóa sau ba ngày Tu vi của Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều tinh tiến một đoạn dài, chỉ là bọn hắn mới hằng hà cảnh mà thôi, nếu như bước vào sáng thế cảnh, vậy muốn tăng tu vi lên một tinh, e là cần 10 cây thánh dược trở lên mới được. Kỳ thực tác dụng của thánh dược cũng không phải tăng cao tu vi, mà là trong đó có mảnh vỡ đại đạo, cung cấp thánh nhân tham ngộ, hoặc là bị đại đạo tổn thương, lấy thánh dược khôi phục. Nữ hoàng cười nói, từ sáng thế cảnh bắt đầu, muốn tăng cao tu vi cơ bản chỉ có thể dựa vào khổ tu, thánh dược là quá lãng phí, cần lượng lớn, lượng lớn liền lượng lớn, ta muốn sớm một chút tiến vào tiên vực." Lăng Hàn nói, "Cha mẹ, Hồng Nhan, con trai đều ở tiên vực, đã hơn 100 năm không có nhìn thấy, hắn cực kỳ nhớ nhung." "Được, vậy sau này chúng ta liền đi cướp." Nữ hoàng không để ý nói, chỉ cần Lăng Hàn yêu thích, dù chọc thủng trời thì đã làm sao. Ba người Lăng Hàn cưỡi xuyên vân toa quay lại Hải Không Tinh, vẫn không có nghỉ ngơi một hơi, liền thấy Vu Giác tìm tới. Vừa nhìn thấy thiên phượng thần nữ đã muốn vô tới, kết quả tự nhiên là bị lang hàn ném ra ngoài. Tên ghê tởm, người thật quá mức rồi. Tiểu tử này oan ức nói, cắt, người muốn ôm thê tử nhà người ta, còn nói ta quá mức. Lang hàn cười nói, người quá dơ bẩn, ta chỉ là nhớ nhung tỉ tỉ mà thôi. Tiểu tử tức giận nói, người sớm bỏ ý nghĩ này đi, không thể nào. Lang hàn lắc đầu, vu giác còn muốn nói cái gì, nhưng bỗng nhiên phát hiện loạn tinh nữ hoàng, còn người không khỏi trừng ra, miệng mở to lộ ra vẻ mặt kinh diễm, lập tức hùng hục chạy tới nói. Vị tỷ tỷ này, ta tên Vu Giác, ngươi tên là gì? Nữ hoàng kiêu ngạo yêu kiều, căn bản chẳng muốn liếc hắn một cái, nhưng lại triệt để kích phát bản tính của tiểu thụ ra, càng muốn liếm quỳ Cái này ngươi cũng đừng nghĩ, vẫn là thê tử của ta. Lăng Hàn ôm eo nhỏ nhắn của nữ hoàng, mà vẻ mặt của nữ hoàng thì tan hết uy nghiêm, đưa cho hắn một nụ cười ngọt ngào. A, à, tiểu thụ bi thương đấm đất, ở trong mắt hắn, thiên phượng thần nữ như tỷ cũng như mẹ là thê tử của tên này, siêu cấp mỹ nữ vừa để hắn tim đập thình thịch, nhen mầm lửa tình cũng là thê tử của tên này, làm sao nữ nhân tốt trên đời này đều bị thằng khốn này chiếm chứ. Mạc Ly đi tới, vỗ vỗ đầu của tiểu thụ, sau đó nhìn về phía lăng hàn nói. Ngày đó đánh với ta một trận, người cũng không có ứng phó toàn lực. Nàng có chút bất mãn, làm một vương giả, nàng ghét bị người nhường. Lăng Hàn cười cợt nói, này là tuyệt chiêu của ta, dùng đến không phải địch chết chính là ta vong, luận bàn, không thích hợp dùng. Lúc này Mạc Ly mới có chút thoải mái, gật gật đầu. Chờ ta mạnh hơn, lại tìm ngươi luận bàn. Đàm nhất xuất hiện để nàng nhìn thấy mình còn lâu mới đạt đến cực hạn của hằng hà cảnh, trước khi chưa đột phá sáng thế cảnh, nàng còn có không gian tăng lên rộng lớn. Được, Lăng Hàn thuận miệng nói. Mạc Ly mang theo tiểu thụ rời đi, Lăng Hàn thì cùng nữ hoàng, thiên phượng thần nữ giản xếp, cẩn thận hưởng thụ một hồi mỹ thực, nhân sinh không chỉ là tu luyện, thời điểm nên hưởng thụ thì phải hưởng thụ một hồi. Vài ngày sau, Lăng Hàn đột nhiên có một loại cảm giác bị người nhìn chăm chú, nhưng mặc hắn tìm kiếm làm sao cũng tìm không ra khởi nguồn của cảm giác này, để hắn có chút kỳ quái. Có điều, nơi này có một vị ma chủ tỏa chấn, hơn nữa còn là bá chủ trong hoàng ma, người có tư cách tới nơi này làm giữ cũng không nhiều. Lăng Hàn suy nghĩ một chút liền bỏ qua một bên, hiện tại hắn có việc càng thêm trọng yếu phải xử lý. Sáng tạo đan phương mới, đan dược hiện có đều không hợp tâm ý của hắn, tuy có thể tăng lên tích lũy nguyên lực, nhưng quá chậm, mà thánh dược lại quá ít ỏi, chờ luân hồi thụ kết quả càng chậm hơn, hơn nữa số lượng cũng có hạn A. Trên thực tế, tác dụng của thánh dược là cung cấp lĩnh ngộ đại đạo, mà không phải tích lũy nguyên lực, đây đối với tuyệt đại đa số võ giả ngược lại là một khâu dễ dàng giải quyết nhất. Ngược lại, một mực tăng lên nguyên lực, mà quên lĩnh ngộ cảnh giới, kia thật giống như một đứa bé múa tuyệt thế thần kiếm, không chỉ không điều khiển được thần kiếm, ngược lại sẽ làm tổn thương mình. Đây giống như cảnh giới không hề tăng lên, dung lượng có hạn, nhưng lại muốn nhét vào lượng lớn nguyên lực, vậy chỉ có thể căng nứt mình. Nhưng Lăng Hàn không giống, ngộ tính của bản thân hắn liền cực cao, hơn nữa còn có luân hồi thụ, có thể uống luân hồi trà, hắn cần chính là nguyên lực tích lũy. Bởi vì cái này quá đặc thù, ngoại trừ một số thần quả đặc thù, tỉ như hồng tình ngư quả, thì căn bản không có loại đan dược nào có công hiệu như vậy. Quá không thực dụng, cổ nhân căn bản chẳng muốn đi nghiên cứu, coi như nghiên cứu ra, cho người bình thường mà nói cũng là độc dược. Có thể tiên vực có đan phương như vậy, nhưng bởi vì cổ giới sụp đổ, đan phương như vậy đã sớm thất truyền. Lăng Hàn muốn sáng tạo ra đan dược như vậy, trước hắn nắm giữ hết thảy dược liệu dược lý, bởi vậy, trên lý thuyết bất luận người nào chỉ cần có đủ thời gian đi nghiên cứu, cũng có thể sáng tạo ra, mà hắn là đan đạo đế vương, càng có đồ vật nghịch thiên như luân hồi thụ. Lăng Hàn bế quan, muốn từ không đến có, sáng tạo một loại đan phương mới. Đây là một khiêu chiến nhưng đối với đàn đạo đế vương hoàn toàn trưởng khống hết thảy dược lý mà nói, cái này không phải nan đề khó giải. Thời gian lặng yên mà qua, đã hết một năm, mà Lăng Hàn vẫn còn ở trong hắc tháp đam chiêu đan phương mới, tình cờ cũng đi ra ngoài một chút, cùng Mạc Ly hoặc nữ hoàng luận bàn võ kỹ, cũng không thể chiếu cố đan đạo mà quên võ đạo. chương 1693, Thanh Hà Cốc Thượng Hắn đã có một hình thức ban đầu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn xác định, có rất nhiều chi tiết nhỏ cần nghiên cứu. Có điều, cái đan dược này hắn cũng chỉ dự định cho mình cùng nữ hoàng ăn bởi vậy có thể nhằm vào tình huống đặc thù của hai người làm ra xử lý cũng có thể quên một vài thứ tỉ như dược tính cuồng bạo thể phách của bọn họ đều cực kỳ kinh người thuộc về loại hình rất khó ăn không tốt bởi vậy dược lực cuồng bạo không hề có quan hệ một chút nào ở trên mặt này không cần tối ưu hóa mỗi lần lang hàn đi lại ở bên ngoài đều sẽ có cảm giác bị người nhìn chăm chú rời loạn ma cung càng xa cảm giác này liền càng mãnh liệt thật giống như có người muốn tùy thời ra tay nhưng bởi vì không chắc chắn trước sau ẩn nhẫn lẽ nào là hồ phong cái ý niệm này xẹt qua đầu óc của lăng hàn hắn lắc lắc đầu thứ nhất đã tiến vào minh giới hồ phong theo lý mà nói thôi diễn không ra hành tung của mình thứ hai nếu như hồ phong đến hắn ở minh giới quả thực chính là một cột sáng siêu cấp chạy tới chỗ nào nơi đó sáng làm sao có khả năng không hề có dị cảnh hay là người của đàm gia âu dương thái sơn đi làm thuyết khách cảnh cáo cấm điện này không được sằng bậy nhưng bọn họ ở bề ngoài đáp ứng rồi lại len lén phái ra sát thủ, chỉ cần ra tay sạch sẽ, ai có thể chứng minh là bọn họ làm. Trong lòng Lăng Hàn cười gần, nếu như có người dám nhảy ra tìm hắn gây sự, chỉ cần đạt đến sáng thế cảnh, vậy liền vận dụng một lần hắc tháp sót lực, trực tiếp tiêu diệt. Dựa vào, thật sự cho rằng hắn dễ ức hiếp sao. Vài ngày sau, một kim quang đại đạo từ trong tinh không giải ra lại đây, Âu Dương Thái Sơn giá lâm, hắn cùng Lăng Hàn mật đàm một trận, nói cho hắn đại bộ phận sự tình đã quyết định, chỉ chờ hắn gật đầu liền có thể gia nhập phá thiên minh có điều bởi vì tu vi của lăng hàn bây giờ có chút thấp đại nhân vật trong minh không đồng ý cho hắn danh hiệu thập thất trưởng lão ý nghĩ của những lão gia hỏa kia là ngươi tiến vào thanh hà cốc tu luyện trước đợi một ngày kia bước vào sáng thế cảnh liền tăng lên làm trưởng lão âu dương thái sơn nói lăng hàn cũng không kỳ quái hắn mới hằng hạ cảnh nếu như những bá chủ kia đồng ý hắn làm trưởng lão liền kỳ quái cái này mất mặt a à. hắn hỏi tiền bối Thanh Hà Cốc là nơi nào? Há, mấy cấm địa chúng ta liên thủ mở ra một bí cảnh, chuyên môn dùng để bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ, để cầu xuất hiện càng nhiều sáng thế cảnh, vì ngày sau xuất lực. Âu Dương Thái Sơn từ tốn nói, ngay cả sáng thế cảnh cũng có thể nuôi dưỡng. Âu Dương Thái Sơn cùng Lăng Hàn nói tới sự tình của Thanh Hà Cốc. Đây là 8 cấm địa minh giới liên thủ chế tạo thánh địa tu luyện, huynh lực lượng 8 nhà mà thành, tài nguyên tu luyện tự nhiên nhiều kinh người, lại thêm còn có ma chủ cấp cao thụ nghiệp giải thích nghi hoặc thậm chí có tiên pháp truyền thừa, châu bò đến rối tinh rối mù. Nguyên bản công pháp từ trước đến giờ là không truyền ra ngoài, nhưng bởi vì thật lâu không nhìn thấy hy vọng trở lại tiên vực, những cấm địa kia cũng liều mạng, đánh vỡ lề thói cũ, tiến hành ngay võ đạo cấp độ sâu giao lưu. Đương nhiên, tiên pháp dính đến hạt nhân là chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài, tương tự tuế nguyệt thiên thu. Mặt khác, ở thần giới cũng có một loại địa phương giống như vậy, gọi là Thái Bình Cung. Trong thanh hà cốc không chỉ thiên kiêu của tám cấm địa lớn, có lúc cũng mang chút hạt giống tốt đi vào, ở trước đại tiền đề quay về tiên vực, rất nhiều người đều thả xuống thiên kiến bẻ phái, đương nhiên điều này cũng gây nên một chút phái bảo thủ không vui, nhưng hiện tại mở ra là chủ lưu. Hơn nữa, trong thanh hà cốc còn có thiên tài của thần giới. Bồi dưỡng được sáng thế cảnh cũng không phải mục đích, phá thiên minh muốn chính là người có thể dung hợp quy tắc hai giới, bởi vậy, có chút thiên kiêu của thần giới liền đi vào, thử nghiệm dung hợp quy tắc hai giới, mà một bên khác, minh giới cũng sẽ phái ra thiên kiêu đi thái bình cung. Đáng tiếc, cho tới bây giờ không có một người thành công. Lăng Hàn chỉ hơi cân nhắc, liền quyết định đi Thanh Hà Cốc. Hiện tại hắc tháp có thể dùng, càng có ba lần rót lực, sức lực của Lăng Hàn 10 phần, cùng lắm nháo Thanh Hà Cốc trời đất xoay vần, ai sợ ai a. À. Lăng Hàn từng hỏi có thể mang loại thiên tài siêu cấp như Mạc Ly này đi Thanh Hà Cốc không, nhưng Âu Dương Thái Sơn lắc đầu nói nàng còn chưa đủ tư cách. Ngay cả Mạc Ly cũng không đủ tư cách, Lăng Hàn cuối cùng lấy làm kinh hãi, ở Thanh Hà Cốc đều là yêu nghiệt như thế nào a? À? Kim quang đại đạo trải ra, Âu Dương Thái Sơn mang theo lăng hàn rời đi, cho đến khi hắn đi rất lâu, hải không tinh mới khôi phục bầu không khí nguyên bản, trước có một vị thiên ma giá lâm, để mỗi người đều có loại hàn ý nơm nấp lo sợ. Sau khi bọn hắn rời đi, chỉ thấy thân ảnh một thanh niên đột nhiên hiện lên, trong ánh mắt lộ ra sát ý um tùm. Hồ Phong, chỉ là hiện tại Hồ Phong không còn phiêu giật như mới vừa vào minh giới, cũng không có cột sáng phóng lên trời, mà hoàn toàn dung hợp tiến vào minh giới. Hắn không còn là thánh nhân, mà là một vị ma chủ lăng hàn mặc kệ ngươi chạy đi nơi nào ta cũng sẽ giết ngươi tiên khí bí pháp tiên vương ở trên người ngươi đều là của ta hắn cũng giá kim quang đại đạo thân ảnh lóe lên liền qua thời gian cho hắn đã không nhiều một khi lăng hàn lại tăng lên một cảnh giới nhỏ vậy thiên kiếp sẽ triệt để chặt đứt chuỗi nhân quả trên người hắn mà tuy hồ phong nắm giữ quy tắc của minh giới một lần nữa nắm giữ lực lượng của sáng thế cảnh nhưng ở năng lực thôi diễn là không hắn cần nhiều thời gian hơn đến nắm giữ càng nhiều quy tắc minh giới, hiện tại chỉ để hắn bước đầu nắm giữ sức chiến đấu của sáng thế cảnh, kỳ thực kém xa tiết tắp thời kỳ hắn ở thần giới. Thanh Hà Cốc rất xa, cho dù là ma chủ cũng dùng 3 tháng mới đến. Đây cũng không phải ở tinh thể nào, mà là ở trong tinh không trực tiếp lấy đại năng lực mở ra một tiểu thế giới, thời điểm không mở ngay cả hàng hà cảnh cũng không cách nào phát hiện, mà mở ra thì cần lực lượng cấp bậc thiên ma, hệ số an toàn cực cao. Âu Dương Thái Sơn mở ra bí cảnh, mang theo lăng hàn đi vào. Đây quả thật là một thung lũng, trong cốc chảy một dòng sông thật dài, từ trên cao nhìn xuống, xanh tươi mơn mờn, đó là bởi vì giữa sông có một loại thực vật đặc thù, để nước sông biến thành màu sắc như vậy. chương 1694, Thanh Hà Cốc Hạ Cửu trưởng lão, bọn họ vừa mới đi vào, liền có hai người bay đến, cả người đều tỏa ra khí tức khinh người. Đây là hai vị ma chủ, tuy thực lực không bằng Âu Dương Thái Sơn, nhưng cực kỳ mạnh mẽ âu dương thái sơn gật gù nói cái này chính là lăng hàn các ngươi dẫn hắn đi làm thủ tục một chút vâng hai vị ma chủ này cung kính gật đầu ở trước mặt thiên ma ma chủ khác đều là run dế mà thôi không cho phép bọn họ bất kính âu dương thái sơn xoay người rời đi hắn là cửu trưởng lão cường giả đỉnh phong ở minh giới làm sao có khả năng lãng phí thời gian ở trên việc vặt tuy chuyện như vậy giao cho hai ma chủ đến xử lý cũng là xa xỉ ta chính là diệp thừa trương trịnh cảnh hai tên ma chủ này tự giới thiệu mình một chút, chúng ta đều là lão sư ở nơi này, sau này nếu tu luyện có cái gì không hiểu, có thể thỉnh giáo chúng ta. Trong trăm năm này, là do chúng ta tỏa chấn, Lăng Hàn gật gù nói, xin chào Diệp tiền bối, trịnh tiền bối, hai ma chủ khẽ gật đầu, rất thỏa mãn đối với thái độ của Lăng Hàn. Bọn họ tự nhiên cũng nghe nói, có một tiểu gia hỏa sắp trở thành trưởng lão thứ 17, nếu Lăng Hàn kiêu ngạo, ngay cả bọn họ cũng phải cung kính kêu mà tiếng thập thất trưởng lão, cái này sẽ làm bọn họ phiền muộn đến nội thương. Hiện tại nhiều bá chủ tạm thời đè xuống đề án này, mà Lăng Hàn biểu hiện ra thái độ lại vô cùng cung kính, điều này làm cho ấn tượng của bọn họ đối với Lăng Hàn tự nhiên là tốt hơn rất nhiều. Đến, trước an bài ngươi ở lại, cái bí cảnh này rất lớn, nhưng lớn đều là dòng sông kia, chỗ ở của bọn họ lại là hai bên vách đá của thung lũng, mở ra từng thạch thất, ngược lại cũng rất đặc sắc. Nhưng mà, nơi này có thể trở thành thánh địa tu luyện cũng có đạo lý, thanh hà chạy trồm, tỏa ra linh khí vô tận, càng có đại đạo phù văn ở trong đó đan dệt, lắng nghe thanh âm cũng có thể được cảm ngộ đại đạo. Đừng nói hàng hà cảnh, ngay cả sáng thế cảnh ở đây cũng có thể được ích lợi. Hai vị ma chủ sắp xếp hắn ở lại xong liền rời đi, bọn họ cũng nói, nơi này cho phép đệ tử tu hành mang theo thê thất đến, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể quấy nhiễu đến người khác. Lăng hàn để thiên phượng thần nữ cùng nữ hoàng đại nhân đi ra, các nàng cũng kinh ngạc hoàn cảnh tu luyện ở nơi này, nhưng so sánh với hắc tháp lại kém xa. Người có luân hồi thụ sao? Cái này ở tiên vực cũng là bảo vật vô thượng. Tiểu tháp cũng cho Lăng Hàn một tin tức tốt. Sau khi luyện hóa một khối hỗn độn nguyên thạch khổng lồ kia, trình độ chữa trị của hắc tháp đã tiến một bước dài, luân hồi thụ rất nhanh có thể lại tăng một nấc thang. Hiện tại là một ngày bằng một năm, sau này có thể đạt đến trình độ một ngày mười năm. Lăng Hàn đương nhiên cao hứng, nhưng cái này vẫn không có đạt đến trình độ chân chính của luân hồi thụ. Phải biết lần đầu tiên hắn uống luân hồi trà là trải qua một thế, vậy một ngày bằng bao nhiêu năm? có tiến bộ chính là chuyện tốt, chỉ cần hắc tháp hoàn toàn khôi phục, một ngày nào đó, luân hồi thụ sẽ phát huy ra hiệu quả hoàn toàn. Thiên phượng thần nữ càng muốn ở trong hắc tháp tu luyện, mà ưu thế tiên thai của nữ hoàng liền thể hiện ra, nàng để chín phân thân tiếp tục tu luyện, chủ thân thì bồi tiếp lang hàn, bắt đầu đi dạo ở trong thung lũng. Người chính là lang hàn, bọn họ chỉ vừa đi ra thạch thất, liền bị năm người ngăn chặn, mỗi một người đều là rồng phượng trong loài người. Lang hàn nhìn năm người này một chút, cười nói, không sai, ta là Lăng Hàn, mấy vị có chuyện gì sao? Ha ha, không có chuyện gì, chính là muốn nhìn một chút, một gia hỏa chỉ là hằng hà cảnh trung cực vị, dựa vào cái gì có thể lên làm trưởng lão. Một thanh niên cười nói, nhưng trong giọng nói là mang theo xem thường rõ ràng. Toàn thân hắn có lớp vải màu đen, từng chiếc xước mang nhô lên, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Đây là một tên hằng hà cảnh, nhưng khí thức của hắn mạnh mẽ lại vượt xa hằng hà cảnh đại viên mãn bình thường, thật giống như chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi, liền có thể đánh chết mấy trăm hơn nghìn hàng hà cảnh đại viên mãn. Hắn mạnh mẽ vượt xa đám người mạc ly, chư bát, tuyệt đối có thể sánh vai với đàm nhất. Hàng hà cực cảnh, hơn nữa tu ra số lượng ngôi sao có khả năng hơn 2 triệu. Lăng Hàn không khỏi âm thầm gật đầu, không hổ là thiên kiêu của cấm địa đi ra, xác thực kinh người. Hơn nữa, trước đó Âu Dương Thái Sơn nói Mạc Ly không có tư cách tới nơi này, cũng xác thực rất có đạo lý, chỉ là người này liền nghiền ép nàng không biết bao nhiêu lần. May là không có lên làm, nếu không liền muốn nháo ra một chuyện cười lớn. Lại có một người cười to, khí thức của hắn không kém người trẻ tuổi vảy giáp chút nào, trên mặt cực kỳ xem thường lăng hàn. Cút nhanh lên, người trẻ tuổi thứ ba thì không có cười, nhưng đầy mặt lạnh lùng. Người căn bản không xứng ngang hàng bọn ta, quả thực là kéo thấp cấp độ của chúng ta. Hai người còn lại thì hai tay ôm ngực, một bộ thảnh thơi xem trò vui. Một đám con dẹp, nữ hoàng giận dữ, kích chỉ năm người này, đầy mặt uy nghiêm đáng sợ, lại dám nhục mạ lăng hàn của nàng. Hả, năm người liếc mắt nhìn nữ hoàng, không khỏi lộ ra vẻ kinh diếm, dù bọn họ đều là thiên kiêu đứng đầu đương đại thì đã làm sao, ở trước mặt mị lực của nữ hoàng liền như tiểu tử vắt mũi chưa sạch, vừa trải qua tình trường, tay chân luống cuống. Trên đời này lại có cô gái xinh đẹp như vậy, không chỉ đẹp, hơn nữa có một loại khí chất cao cao tại thượng, thật giống như bất luận nàng nói cái gì cũng đúng, khiến người ta cam tâm tình nguyện mà đi phục tùng. Điều này hiển nhiên không phải chuyện thiên kiêu nên làm, nhưng năm người đều không thể tự kiềm chế, sẵn lòng quỳ gối ở dưới chân nữ hoàng, chỉ là hôn giày của nàng một cái, đời này liền đáng giá. Có điều, vương giả trung quy là vương giả, năm người mạnh mẽ thu hồi tâm tình, thậm chí không dám nhìn nữ hoàng đại nhân nữa, chỉ lo mình sẽ triệt để đắm chìm. Như vậy đi, chúng ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi có thể đỡ lấy ta ba chiêu, chúng ta liền không đuổi ngươi đi, chỉ cần ngươi từ dưới quần của chúng ta chui qua một lần, liền cho phép ngươi lưu lại. Người trẻ tuổi vảy giáp nói. Trương 1695 lại bị người nhìn chăm chăm. Ánh mắt của Lăng Hàn không khỏi phát lạnh, hắn biết mới tiến vào một chỗ, nhất định sẽ có hiện tượng bắt nạt người mới. Có điều, nghe xong lời của người tuổi trẻ này, hắn vẫn còn có chút tức giận. Các người đều đáng chết, nữ hoàng đại nhân tức giận, công về phía năm người. Oanh, bản thân nàng có thực lực chắc tuyệt, lại thêm hiện tại dung hợp quy tắc hai giới, càng đạt đến hàng hà cảnh trung cực vị đỉnh cao, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ ngay cả đại viên mãn đỉnh cao cũng có thể chiến một trận. Đáng tiếc chính là, năm người kia đều tu ra cực cảnh, hơn nữa còn không phải cực cảnh phổ thông, số lượng ngôi sao siêu việt 200 vạn, chính là bá chủ trong bá chủ. Lấy một địch một, nữ hoàng cũng không thể thắng, huống chi là lấy một địch năm. Cũng còn tốt, năm người kia thương hương tiếc ngọc, chỉ trốn không đánh, bằng không nữ hoàng đại nhân có khả năng bị một chiêu chân áp cực cao. Thê tử, không cần để ý bọn họ, lang hàn cười nói, nữ hoàng ngừng tay, cho năm người kia một ánh mắt cao ngạo, khinh thường, lúc này mới ung dung quay về, thời điểm đi tới bên người Lăng Hàn, nàng lập tức như chim nhỏ nép vào người, ôn nhu như nước. Năm người kia đều đố kỵ đến hai mắt đỏ chót, bọn họ nơi nào không bằng Lăng Hàn. Nhưng vì sao mỹ nhân tuyệt sắc như vậy một mực ghét bỏ bọn hắn? Lăng Hàn nhìn năm người này nói: "Thích ăn đòn, ta cũng không phải là không thể giáo huấn các ngươi, có điều, hiện tại bản thiếu không rảnh, các ngươi đi tẩy rửa sạch sẽ." ba năm sau ta sẽ từng cái từng cái quất mông các ngươi cái này năm người này đều giận dữ ngươi cũng quá kiêu ngạo đi muốn động thủ sao lang hàn cười nhạo đừng tưởng rằng ta mới tới không hiểu quy củ các ngươi ỉ vào cảnh giới cao mạnh mẽ cùng ta luận bàn là phải chịu nghiêm trị sắc mặt của năm người này đều cứng đờ bọn họ chạy tới nhanh như thế chính là muốn ức hiếp hàn không hiểu quy tắc của nơi này dọa hắn một hồi để lang hàn mất hết thể diện sau này còn có thể ngồi trên vị trí trưởng lão sao không nghĩ tới lăng hàn lại láo lỉnh như thế, vừa tới liền biết quy củ. Đừng ngăn đường chướng mắt, lẽ nào tu luyện giả lại không làm, muốn làm chó hay sao? Lăng hàn lạnh lùng nói, năm người này nhìn nhau một cái, nhưng đều chậm rãi tránh ra, để hai người lăng hàn rời đi. Bọn họ nhìn thân ảnh của hai người lăng hàn biến mất ở xa xa, trên mặt đều giận dữ. Liền buông tha hắn như vậy sao? Vậy chúng ta liền trở thành chuyện cười. Không sao, hai năm sau, chính là mười năm một lần xếp hạng luận võ, chúng ta đi cầu các trưởng bối, tận lực sắp xếp tiểu tử kia ở trong một tổ, luôn có một người có thể đụng phải hắn. Ha ha, đến thời điểm đó nhất định phải đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ. Hằng ha cảnh nho nhỏ, hơn nữa còn là một người ngoài, lại muốn chia sẻ di bảo của tổ tông chúng ta truyền xuống, thực sự là mơ hão. Năm người đều cười gần, thanh hà cốc vô cùng lớn, dòng sông lâu dài, phảng phất như không có phần cuối, lăng hàn cùng nữ hoàng đi gần 10 ngày mới rốt cục đi hết ở đây sông lớn màu xanh tràn vào trong hư không phía trước không có cách nào tiến thêm một bước nữa đây là một tiểu thế giới là bí cảnh cũng không phải thế giới chân chính trở về đi hai người trở lại thạch thất rất nhanh có người lại đây đưa lên một cái không gian giới chỉ bên trong có tài nguyên tu luyện một năm của hắn thực sự là rất hào phóng đan dược cấp cao quả thực như không cần tiền đủ khiến người dưới sáng thế cảnh cũng vì đó điên cuồng nhưng lang hàn không để ý chút nào Hắn cho thiên phượng thần nữ những đan dược này, mình thì tiếp tục nghiên cứu đan đạo, hắn đã tiếp cận thành công, chỉ cần thành công luyện chế ra đan dược chỉ để thăng nguyên lực, tu vi của hắn cùng loạn tinh nữ hoàng sẽ tăng lên cực mạnh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, một năm sau, tiểu tháp hoàn thành tăng lên luân hồi thụ, làm cho ở dưới tảng cây minh tưởng một ngày, có thể bằng 10 năm. Đây đối với lang hàn mà nói thực sự quá trọng yếu. Vẹn vẹn ba ngày sau, hắn liền nghiên cứu chế tạo ra một đan phương hoàn toàn mới. Hắn bắt đầu thử nghiệm luyện chế, bởi vì đối với dược lý rõ như lòng bàn tay, còn ở trong hắc tháp, hắn một lần liền thành công. Có điều, đan dược xác thực luyện thành, nhưng hiệu quả không quá vừa ý. Khoảng cách ta cần kém quá nhiều, đến cùng là không đúng ở chỗ nào. Lăng Hàn rơi vào trầm tư, ở dưới luân hồi thụ đăm chiêu phương pháp cải tiến. Lăng Hàn không ngừng cải tiến đan phương, một đan phương hoàn toàn mới từ xuất hiện đến hoàn thiện, tất nhiên cần trải qua vô số cải biến. Nửa năm sau, Lăng Hàn lộ ra nụ cười, hắn tìm được điểm đột phá, tăng lên dược hiệu trên diện rộng. Khi một lò đan dược luyện thành, hắn cùng nữ hoàng phân chia ăn. A, à, ăn đan dược vào không bao lâu, toàn thân hai người đều dâng trào liệt diễm, kia là dược lực quá cuồng bạo, lấy hình thức hỏa diễm thể hiện ra. May mắn thể phách của bọn họ đều vượt xa hàng hà cảnh bình thường, Lăng Hàn liền không cần phải nói, cường độ đã ép thẳng tới sáng thế cảnh, mà nữ hoàng đại nhân tu ra tiên thai, thậm chí còn có thể phân tán lực lượng lên chín phân thân, chịu đựng dược lực. Bởi vậy, bọn họ đều có thể chịu được, nhưng dược lực vẫn cực kỳ cuồng bạo như cũ, để bọn họ thất khiếu chảy máu, dáng dấp rất thảm. Nhưng hiệu quả thực sự là rất rõ ràng, nữ hoàng đại nhân đã có đủ cảm ngộ cảnh giới, bởi vậy hiện tại nguyên lực tích lũy đạt đến, nàng lập tức đột phá, thiên kiếp cuồn cuộn mà đến, nàng đi tới phần cuối của thanh hà cốc, đây là địa phương người ở nơi đây độ thiên kiếp. Lăng Hàn kém một chút, hắn lại cắn một hạt, a, à, hắn kêu thảm thiết cho dù thể phách của hắn kinh người, thậm chí thần cốt sắc trở thành thánh liệu, nhưng huyết nhục dù sao phải kém một chút, ở dưới dược lực sung kích, mạch máu của hắn vỡ tan, lục phủ ngũ tạng chịu đến trọng thương. Đủ thoải mái, hắn hút vào một ngụm lạnh khí, nhe răng, nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn, xông thẳng trung cực vị đỉnh cao. Hắn ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu đại đạo, vẻn vẹn chỉ sau 10 ngày, hắn liền nhảy lên một cái, ra hắc tháp, thiên kiếp đã đúng hẹn mà tới. Nữ hoàng đã sớm vượt qua thiên kiếp, chờ hắn ở trong thạch thất, dưới khí thức mạnh mẽ bao phủ, nàng thật như một vị tuyệt thế nữ đế, phong hoa tuyệt đại, khiến người ta vừa yêu thích đến tận xương, lại hoàn toàn không dám khinh nhờn. Chương 1696, 27 tòa sát trận. Chờ ta, Lăng Hàn ném một câu, liền vội vã chạy ra ngoài. Thiên kiếp không chờ người a, thân hình hắn cực nhanh, một hơi chạy đi hơn ngàn dặm, oanh, tia chớp thứ nhất đã nổ xuống. Nơi này cách phần cuối của Thanh Hà Cốc còn kém xa, nhưng đã không có ai ở hai bên thung lũng, bởi vậy, hắn có thể yên tâm lớn mật mà độ kiếp. Hắn chủ động đổ nát thần cốt, tiếp thu thiên kiếp rèn luyện. Hắn độ thiên kiếp chỉ là quy trình mà thôi, chủ yếu là vì tăng lên thần cốt, mặt khác, hắn cũng lấy tiên ma kiếm ra để thiên kiếp tẩy luyện một phen, tuy tiên khí này đã tiến vào thánh cấp, nhưng được thiên kiếp tẩy luyện dù sao vẫn không có chỗ xấu. Nửa ngày sau, thiên địa cũng chỉ có thể thu hồi uy nghiêm, căn bản không làm gì được lăng hàn. Lăng Hàn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, hắn cảm thụ cường độ thần cốt, liền lộ ra nụ cười. Cường độ thần cốt vẫn không có bước vào thánh cấp, điều này nằm trong dự liệu, nhưng so với trước lại mạnh mẽ hơn một đoạn dài, điều này làm cho hắn có thể ở trên thần cốt lạc ấn càng nhiều xâm la cửu tuyệt trận. Thật giống như Hằng Hà Cảnh không cách nào bước vào thánh cấp, nhưng có thể tu ra ngôi sao vô tận, về mặt lực lượng vượt xa Hằng Hà Cảnh đại viên mãn, hình thành nghiền ép, có thể coi là ma chủ, thánh nhân khác loại. Hắn cũng có thể, có điều tu vi của hắn bây giờ cách hàng hà cực cảnh còn xa, nhưng thần cốt mạnh mẽ a, khắc lên mười mấy sát trận đỉnh cấp, dưới thánh cấp đều có thể chém. Hắn trở lại thạch thất, lập tức bắt tay khắc xuống xâm la cửu tuyệt trận ở trên thần cốt. Đây là sát trận mạnh nhất dưới thánh cấp, mà hiện tại Lăng Hàn không cách nào nắm giữ trận pháp thánh cấp, đây chính là lựa chọn tốt nhất. Trước, hắn có thể khắc xuống 11 tòa sát trận, mà hiện tại là 27 tòa, cái này thật đáng sợ, Lăng Hàn chỉ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu ngón tay liền lưu chuyển ra sát khí đáng sợ, hình thành một đạo ánh sáng chỉ dài một tấc như kiếm. Điều này là bởi vì con đường võ đạo của hắn càng nghiêng về kiếm đạo, uy lực của trận pháp này thông qua phương thức như thế thể hiện ra. Dưới chiêu kiếm này, đàm nhất tuyệt đối không ngăn được. Lăng Hàn từng giao thủ với đàm nhất, mặc dù là dựa vào tiên ma kiếm phát huy mới chém được đối phương, nhưng vẫn tương đối hiểu rõ thực lực của đàm nhất. Nếu như hiện tại để hắn và đàm nhất tái chiến, hắn có thể dựa vào 27 tòa sát trận cùng đối phương chính diện cứng đối cứng, hơn nữa, bảo đảm cuối cùng là đàm nhất chết. Lực phá hoại của sát trận đương nhiên là mạnh nhất, có điều, nếu để cho chính hắn đến phá giải, sẽ chọn không đánh chính diện, dù sao cảnh giới của hắn vẫn là hằng hà cảnh đại cực vị, ở trước mặt cực cảnh, đây là miễn cưỡng tổn thương. Cũng may thể phách của hắn quá mạnh mẽ, hằng hà cực cảnh muốn tổn thương hắn cũng cực kỳ khó. Kiếm sắc bén nhất cùng thuẫn mạnh nhất đều nắm ở trong tay một người, ai có thể địch chí ít, không có biến thái tu ra 300 vạn ngôi sao trở lên, ta hoàn toàn không cần e ngại. Hắn lầm bẩm nói, nhưng yêu nghiệt 250 vạn ngôi sao cũng có, chạy ra biến thái 300 vạn ngôi sao trở lên, kỳ thực cũng không phải sự tình không thể tiếp thu gì. Trong thanh hà cốc này, có nhân vật như vậy sao? Lăng Hàn có chút ngạc nhiên, nghi ngờ này của hắn chẳng mấy chốc sẽ được giải đáp, bởi vì hắn nhận được một thông báo, sau 3 tháng các đệ tử sẽ tiến hành một hồi luận võ, tất cả mọi người đều phải dự họp, không được lấy bất kỳ lý do gì khước từ. Còn ba tháng, không biết có thể tiến thêm một bước nữa hay không. Lăng Hàn lẩm bẩm, hắn cùng nữ hoàng đều điên cuồng cắn đan dược, ở phương diện này, nữ hoàng còn có ưu thế hơn hắn. Luận năng lực chịu đựng dược lực, khẳng định là Lăng Hàn càng mạnh hơn, nhưng thuốc gì ăn nhiều đều sẽ sản sinh kháng dược tính, nhưng nữ hoàng có chín phân thân, có thể thay phiên ăn, hiệu quả hầu như không giảm. Thời gian 3 tháng, đủ để nàng tiến thêm một bước, Bước vào đại cực vị trung kỳ, có điều Lăng Hàn, thời gian này liền kéo dài một năm trở lên. Điều này cũng không tệ, nữ hoàng đại nhân cách sáng thế cảnh càng ngày càng gần, đẩy ngã sắp tới a. Lăng Hàn không khỏi xoa tay, đến thời điểm ấy dùng tư thế nào đây, ngẫm lại liền để hắn có loại kích động chảy máu mũi. Hắn bắt đầu nghiên cứu mấy môn tiên thuật, đúng, không phải một môn mà là mấy môn, trước hắn được hai môn tiên thuật của Hồ gia, một môn là đại diễn công, đây là dùng để rèn luyện nguyên lực lực lượng tương tự nổ ra bởi vì nguyên lực càng thêm ngưng luyện sức chiến đấu tự nhiên càng mạnh hơn một môn khác là cực dạ chi ám sau khi tu luyện thành có thể tạo ra một hoàn cảnh hắc ám người đưa thân vào nơi đó sẽ đánh mất ngũ giác cái này khá giống năm đó hắn gặp lôi hỏa đại đế nhưng hiển nhiên là lôi hỏa đại đế càng thêm lợi hại người ta chỉ ít là nhân vật cấp bậc chảm trần thậm chí càng cao hơn thứ ba là phi long tàn ảnh thủ hắn có thể xác định môn bí thuật chiếm được ở hải long sơn này là tiên thuật Người khác nắm giữ một môn tiên thuật liền có thể cười trộm, nhưng hắn có dòng dã ba môn. Trước tiên học môn nào đây, khổ não a à, hắn vô cùng xoắn suýt nói. Dưới luân hồi thụ, Lăng Hàn tìm hiểu tiên thuật, một ngày có thể bằng 10 năm, 3 tháng chính là 1.000 năm khổ tu, lấy ngộ tính của hắn chẳng lẽ còn không thể có chút thành tựu sao? Thời gian vội vã, 3 tháng đã qua, Lăng Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra nụ cười, tới nơi này 2 năm, vẫn không có giao thủ với thiên kiêu vương giả ở nơi này, ngứa tay a à. Tu vi của Lăng Hàn tăng lên kỳ thực nhanh, nhưng không thể so với nữ hoàng, người ta đã đạt đến đại cực vị trung kỳ, cũng tiến quân về phía hậu kỳ, hai người tranh lệch chỉ có thể mở rộng mà sẽ không thu nhỏ lại. Ở phương diện cắn dược, cử tử thiên công tu ra chín phân thân thực sự là quá trâu bò. Thiên phượng thần nữ đạt được lượng lớn tài nguyên tu luyện, lại có luân hồi thụ trợ giúp, nàng tiến cảnh cũng cực kỳ kinh người, đã bay thẳng tinh thần cảnh đại viên mãn. Hiện tại nàng tu luyện thành si, ngay cả Lăng Hàn muốn cùng nàng sinh hầu tử cũng không làm, cả ngày tu luyện tu luyện, còn điên cuồng hơn Lăng Hàn. Cái này cũng là bị kích thích, ai bảo tốc độ tu luyện của Lăng Hàn cùng nữ hoàng quá nhanh, mà mấy nữ nhân khác càng là ở tiên vực, nói không chắc cũng đã là sáng thế cảnh, nàng nào dám lười biếng, tư vị làm lão yêu không dễ chịu chút nào đâu. Chương 1697, trước mặt mọi người khiêu chiến. Lăng Hàn cũng không khuyên nàng, hắn cùng nữ hoàng ra thạch thất, đi tới bình đài trên thung lũng. Đoàn người tụ tập Ngày hôm nay là một ngày trọng đại đừng xem chỉ có 8 cấm địa tạo thành phá thiên Minh nhưng người thật không ít có hơn trăm tên mỗi một người đều là tuyệt đại thiên kiêu tuyệt đối về mặt ý nghĩa hơn nữa không có dưới hằng hạ hà cảnh không đạt cấp số này bình thường đều là ở trong gia tộc tu luyện chỉ ít cũng phải đến tầng thứ này mới có tư cách tiến vào nhưng mà hằng hà cảnh cho dù là hàng hà cực cảnh ở đây cũng không thể xưng là tối cường bởi vì còn có bốn tên ma chủ phân biệt là ba nam một nữ đều nắm giữ phong thái khiếp người Lăng Hàn gật gù, nếu bát thạch cấm địa có thể đi ra một thiên tài như Hồ Phong, cấm địa khác có thể không được sao? Hả, Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện, bốn tên ma chủ này có ba người ngay cả nhìn cũng không có liếc nhìn hắn một cái, nhưng có một tên nam tử lại theo dõi hắn một hồi, trong ánh mắt lộ ra không vui. Kỳ quái, mình tuyệt đối chưa từng thấy người này. Hừ hừ, Lăng Hàn, ngày hôm nay ngươi là đến tự dước lấy nhục. Một thanh niên nhảy ra, chính là một trong tổ năm người hai năm trước đã từng ngăn Lăng Hàn, là thanh niên mặc vải giáp màu đen. Đây là bảo giáp, vì lẽ đó hắn mới sẽ luôn mặc lên người. Lăng Hàn liếc mắt nhìn hắn, thời gian 2 năm mà thôi, người này quả thật có tiến bộ, nhưng sẽ không lớn đi nơi nào. Đến độ cao này, tu ra nhiều một viên thậm chí 10 ngôi sao cũng bé nhỏ không đáng kể, nhưng nếu như hằng hà cảnh tiểu cực vị tu ra nhiều một ngôi sao, vậy chính là tiến bộ to lớn. Rửa sạch mông chưa? Hắn nhếch miệng nở nụ cười, sắc mặt của người trẻ tuổi vải giáp không khỏi tối sầm lại người vẫn không có quên a à, thực sự là ra hỏa miệng thiếu đạo đức không cần chấp nhận với hắn ngược lại chút nữa liền để hắn đẹp đẽ bên cạnh có người khuyên nhủ tuy nhìn thấy lăng hàn tiến lên một bước bước vào đại cực vị nhưng bọn họ không để vào mắt đùa giỡn ngay cả đại viên mãn thì đã làm sao không vào cực cảnh như thế nào đấu với cực cảnh lăng hàn nhìn về phía tên ma chủ kia da rẻ của người này khá ngâm đen tướng mạo không có gì đặc biệt thuộc về ném ở trong đám người không hề bắt mắt nhưng nếu bước vào sáng thế cảnh, hắn tự nhiên có khí phách uy hiếp thiên hạ, khiến lòng người thuyết phục. Người kia là ai nhỉ? Những người khác cũng đang nghị luận sôi nổi, ngoài ý muốn, tên ma chủ này không phải là tộc nhân của một nhà nào trong 16 cấm địa, mà là hạt giống được phát hiện bất ngờ, một năm trước mới thu vào nơi này. Cổ phong, người này gọi cổ phong, chưa từng nghe nói, ma chủ trẻ tuổi như thế, tư chất thật muốn nghịch thiên rồi, có thể ngang hàng cùng Âu Dương Hà, lãnh tiểu nhiễm, câu hải, trước đây là tam bá chủ hiện tại biến thành tứ bá chủ rồi mọi người nghị luận sôi nổi luôn có người vừa vặn biết lai lịch của ma chủ thứ tư này nhưng nói cũng bằng vô ích ngoại trừ một cái tên ra người này vô cùng thần bí tư liệu có thể biết đến tương đối có hạn phu một kim quang đại đạo giải lại một tên ma chủ cũng xuất hiện đây là một vị huyền ma bằng không cũng chấn không được mấy đệ tử cấp bậc hoàng ma bắt đầu rút thăm tiến hành tỉ thí đi tên huyền ma này nói hắn gọi lưu cảm là một trong mấy người phụ trách nơi này. Đây là quy tắc cũ, bởi vậy tất cả mọi người đi ra, tiến hành rút thăm, nhưng bốn người cổ phong ngoại lệ, nếu bọn họ cạnh tranh cùng những người khác, vậy thì quá không công bằng. Lăng Hàn, Lưu Cảm mở miệng, thấy Lăng Hàn dừng lại thì, hắn mới nói. Người không cần tham gia tỉ thí, có thể ở một bên quan sát. Cái gì, đám người trẻ tuổi vải giáp đều là vẻ mặt mờ mịt, bọn họ đã nhờ trưởng bối gia tộc, lén lút động tay động chân, để bọn họ đánh vào tổ của Lăng Hàn, không nghĩ tới Lưu Cảm trực tiếp vung ám côn, Lăng Hàn lại không tham dự tỷ thí. Tại sao hắn có thể không tham dự tỷ thí? Có mấy người lập tức chất vấn, tuy đối mặt chính là một tên huyền ma, nhưng bọn họ cũng không quá sợ hãi, lấy thiên tư của bọn họ, ngày sau trở thành ma chủ là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí trở thành địa ma, thiên ma cũng rất có hy vọng. Lưu Cảm quét những người này một chút, lạnh nhạt nói: "Bản tọa nói không cần liền không cần, các người có ý kiến gì sao?" Nhiệm vụ của Lăng Hàn chính là tăng cao tu vi, chỉ cần hắn bước vào sáng thế cảnh, liền có thể thành trụ cột ở trong đường núi hai giới, không chỉ dung tụ quy tắc hai giới, còn vô hạn gia tốc hai thế giới dung hợp. Bởi vậy, sức chiến đấu của hắn có mạnh hay không căn bản không trọng yếu, vậy tại sao phải đi tỉ thí, ở một bên quan sát liền được, nếu như có thể thu được lĩnh ngộ gì liền tốt hơn rồi. Chúng ta không phục, có mấy người hiển nhiên là đầu sỏ, bởi vì thiên phú quá cao, từ nhỏ ở trong tộc như thái tử công chúa, quen lấy mình làm trung tâm, nhưng hiện tại lại có người ngự trị ở trên bọn họ so với bọn họ còn muốn đặc thù điều này để bọn họ làm sao chịu được hư có ý kiến có thể đi nói với lão tổ trong tộc các ngươi bởi vì quyết định này là của bọn họ lưu cảm phất phất tay mạnh mẽ đè xuống mọi người không vui lang hàn cũng hơi kinh ngạc hắn đang muốn mượn cơ hội này hảo hảo giáo huấn đám người kia nhưng lại không cho hắn ra tay có điều một vị huyền ma mở miệng hắn cũng không nên phản đối gật gù ở một bên nhìn xem Vậy trước tiên làm khán giả đi, nhìn những thế hệ trẻ tuổi của cấm địa này đạt đến độ cao thế nào, so với đảm nhất lại ra sao. Hắn cùng nữ hoàng ngồi xếp bằng, có thể nhìn thấy tất cả mọi người quăng tới ánh mắt hâm mộ, bất luận nam nữ đều bị nữ hoàng tuyệt đại phong hoa khuynh đảo. Có điều, ánh mắt nhìn về phía lăng hàn thì đều là xem thường, đối với vương giả mà nói, người khiếp chiến đương nhiên là đáng thẹn. Chiến đấu bắt đầu, từng cuộc giao đấu tiến hành, lăng hàn không khỏi âm thầm gật đầu, nơi này có ít nhất 17 người đạt đến trình độ của đàm nhất, có mấy người thậm chí cao hơn một đoạn, có thể thật tu ra ba vạn ngôi sao trở lên. Giao đấu tiến hành gần như 5 ngày mới kết thúc, trừ 4 tên đệ tử ma chủ, ba người đứng đầu phân biệt là chuẩn mặc, diệp toàn cùng lưu thành. Người trẻ tuổi mặc phải giáp gọi trịnh mặc, xếp thứ 10, cũng tương đối châu bò, thực lực tuyệt không dưới đàm nhất. chương 1698, vậy thì chiến. Lăng Hàn, có dám đánh với ta một trận, ta có thể phong bế tu vi, rơi xuống giống như ngươi. Trịnh mạc đột nhiên nhảy ra, nhắm thẳng vào lăng hàn. Trước mặt mọi người khiêu chiến, ngươi hẳn là không tránh được A. À? Đánh nhau cùng cấp nếu như ngươi còn không dám ứng chiến, vậy sau này còn có mặt mũi gặp người sao? Không dám ứng chiến sao? Trịnh mạc khiêu khích, hắn mở ra tinh hà của mình, có thể rõ ràng nhìn thấy đại bộ phận ngôi sao trong đó đều ảm đạm xuống, cũng chỉ có 10.000 ngôi sao còn đang phát tán ra ánh sáng sáng quắc. 10.000 ngôi sao, kia chính là trình độ vừa bước vào hằng hà cảnh đại cực vị. Công bằng chiến một trận là chuyện không thể nào, bởi vì quyết định sức chiến đấu của võ giả không chỉ là lực lượng, còn có quy tắc. Bởi vậy tuy trịnh mạc ràng buộc lực lượng, nhưng ở trên độ cao quy tắc vẫn như cũng là hàng hà cảnh đại viên mãn. Thiên kiêu khác đều cười gần, nếu như vậy cũng không có dũng khí chiến đấu, vậy ngươi vẫn xứng xưng là vương giả sao. Lưu cảm thì lộ ra vẻ không vui, hắn đã nói rồi, Lăng Hàn không cần tham dự tỉ thí, nhưng trịnh mạc còn muốn khiêu chiến lăng hàn tự nhiên để hắn không vui đây là quyền uy bị khiêu khích chỉ là vừa nãy là tỉ thí hắn nói ai không tham gia liền không cần tham gia nhưng hiện tại không giống đây là khiêu chiến ngay cả hắn cũng không có quyền ngăn cản chỉ có thể do người trong cuộc đến quyết định có ứng chiến hay không người có thể từ chối người khiêu chiến là không thể mạnh mẽ động thủ nhưng bởi vậy người bị khiêu chiến sẽ mất hết thể diện bị tất cả mọi người xem thường dũng khí công bằng chiến một trận cũng không có khinh bỉ ngươi, lang Hàn khẽ mỉm cười, hắn đang muốn đánh người này một trận, không nghĩ tới lại tự mình đưa tới cửa, rất tốt. Hắn vỗ vỗ tay nhỏ của nữ hoàng, bảo nàng không nên tức giận, mình thì đứng lên. Ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi, trịnh mạc đại hỉ, ở hắn nghĩ đến cái này tự nhiên là sự tình nắm chắc, chỉ là hằng hà cảnh đại cực vị mà thôi, cho dù hắn tự trói buộc lực lượng, nhưng độ cao quy tắc bầy biện ở đàng kia, đây là đại viên mãn nghiền ép đại cực vị. Ha ha, ta lại nhường ngươi mười chiêu hắn cố ý nói hào phóng. Được, Lăng Hàn cũng không đáng kể, thân hình nhảy một cái, một quyền đánh tới Trịnh Mạc. Nếu Trịnh Mạc buông lời muốn nhường Lăng Hàn 10 chiêu, đương nhiên sẽ không ở trước mặt mọi người đánh mặt của mình, hai tay hóa thành hình chữ thập, gác ở trước ngực, mạnh mẽ tiếp công kích của Lăng Hàn. Oanh, Lăng Hàn oanh đến một quyền, lực lượng bạo phát, xung kích về phía Trịnh Mạc. Quang hoa ngút trời, khi lực lượng tan hết, Trịnh Mạc ngạo nhiên mà đứng, hắn ở Sơn Hà, Nhật Nguyệt, tinh thần đều tu ra cực cảnh, bởi vậy, cho dù đánh nhau cùng cấp, lực lượng của hắn cũng sẽ không kém hơn Lăng Hàn, lại thêm ở trên quy tắc nghiền ép, sức chiến đấu vượt xa. Chỉ là hắn hơi nhe răng, đây là một lần cận thân oanh kích, để khung xương của hắn có chút run, nội phủ khó chịu, muốn thổ huyết. Dựa vào, thể phách của tên này thật giống như hết sức kinh người, không thích hợp cùng người này cận chiến, chân thật pha chạm xung kích với thân thể quá mãnh liệt. Lăng Hàn lại oanh đến một quyền, Trịnh Mạc hoàn toàn không muốn vật lộn với Lăng Hàn. Nhưng hắn nói muốn cho Lăng Hàn 10 chiêu, vậy 10 chiêu này hắn hoặc là cứng rắn chống đỡ, hoặc là né tránh. Hắn không ngại ngùng né tránh sao? Vừa nãy thổi lớn như vậy, nếu như né tránh, mặt để hắn ở nơi nào? Hắn chỉ có khẽ cắn răng, cùng Lăng Hàn đấu chính diện. Oanh, nắm đấm của hai người đụng vào nhau, lực lượng rung động, hư không bốn phía đều như muốn xé rách, cực kỳ đáng sợ. Đây chính là hằng hà cảnh đại cực vị chiến đấu, hơn nữa còn là hai vị vương giả, sức chiến đấu đã bay thẳng đại viên mãn tự nhiên là cực kỳ khủng bố. Trịnh Mạc không lùi mảy may, vẫn ung dung như vậy, nhưng chỉ có hắn rõ ràng, cú đấm này chấn đến xương của hắn ong ong ong, đến hiện tại vẫn không có khôi phục như cũ, thật giống như muốn vỡ thành mấy trăm khối. Thực sự là phế vật, đánh nhau cùng cấp, nhưng người chiêu cũng không có chiếm được thượng phong. Bốn phía, có mấy người đã bắt đầu trào phúng, trước đó bọn họ hầu như chưa từng thấy lăng hàn, nhưng nghe nói qua tên của hắn, bởi vì có đồn đại nói muốn phong lăng hàn thành thập thất trưởng lão, tự nhiên để bọn họ không vui, dựa vào cái gì một người ngoài, một người yếu hơn bọn họ rất nhiều có thể cưỡi ở trên đầu mình. Trận chiến này chính là minh chứng, quả thực cặn bã. Hừ, cũng không biết là trong xó xỉnh nào chạy ra, lại vọng tưởng cưỡi đến trên đầu chúng ta, nghĩ quá nhiều. Trận chiến này liền để hắn rõ ràng, cặn bã trung quy là cặn bã, nâng như thế nào đi nữa cũng là bùn nhão. Ha ha ha, liền để trịnh mạc cẩn thận giáo huấn hắn lăng hàn đương nhiên sẽ không để những câu nói này ở trong lòng hắn lao ra lần thứ ba vẫn một quyền oanh kích đơn giản trực tiếp thô bạo oanh 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 lăng hàn oanh liền bảy quyền trịnh mạc cũng không yếu thế chút nào mà tiếp bảy quyền như bàn thạch bất động vững như núi thái ở người ngoài xem ra tự nhiên là trịnh mạc khống chế đại cục chỉ cần tiếp ba quyền cuối cùng chính là thời điểm hắn bắt đầu phản kích có thể tưởng tượng lấy thực lực của hắn liền có thể như bẻ cành khô oanh bại lăng hàn nhưng mà Trịnh mạc sắp khóc, xương cánh tay của hắn thật không chịu được nữa, đã xuất hiện vết dạn nứt giống như mạng nhiệt, nếu không có thực lực của hắn mạnh mẽ, mạnh mẽ lấy nguyên lực ngưng tụ, thì sớm đã tách ra. Nhưng chống đỡ như vậy, hắn có thể kiên trì mấy quyền? Ba quyền, thật giống như cách xa ở thiên nhai, lăng hàn khẽ mỉm cười, an ủi, kiên trì một chút, chỉ còn ba quyền. Ngươi nha, trịnh mạc cắn răng nói, sau ba chiêu, ta sẽ cho ngươi biết, hậu quả khi khiêu khích ta. Ồ! Không phải ngươi khiêu chiến ta sao?" lang Hàn giả vờ kinh ngạc, hữu quyền phất lên, không chút do dự đấm ra một quyền. Oanh, oanh, sau hai quyền, trên mặt Trịnh Mạc không nhịn được nữa lộ ra vẻ thống khổ. Loại cận chiến này là chuyện kiêng kỵ của hết thảy cường giả, bởi vì tình huống lực lượng giống nhau, vậy mình cũng phải chịu đựng lực phản chấn, ngươi nổ ra bao lớn lực lượng, trên thực tế mình cũng phải chịu đựng nhiều như vậy. Ngoại trừ người chuyên tu thể phách, xương của ai cũng sẽ không quá cứng cỏi, đừng nói hắn ngay cả ma chủ đến cũng vác không được. Một chiêu cuối cùng, Lăng Hàn lao ra, thân hình ra tốc, hóa thành một tia chớp, hữu quyền đảo ra, như thần long bay lên không. Chương 1699, so đấu tiên thuật. Ầm, um, Trịnh Mạc cắn răng, vẫn lựa chọn cùng Lăng Hàn gắng ngượng chống đỡ, tự tôn của hắn không cho phép vào lúc này lùi bước. Cái này đương nhiên là cục diện bất phân cao thấp, về mặt lực lượng hai người là gần như, nhưng tiếp đó, Trịnh Mạc ngoài ý muốn không có khởi sướng phản kích trên đầu ngón tay của hắn có máu tươi chảy ra cái gì thấy cảnh này tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên trên mặt càng có vẻ khó tin làm sao cũng không thể nào tiếp thu được kết quả như thế làm sao trịnh mạc đột nhiên liền bị thương các ngươi xem có người chỉ vào cánh tay của trịnh mạc hí tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy cánh tay phải của trịnh mạc sưng đến lớn hơn bắp đùi cũng có thể nhìn thấy biến hình rõ ràng vết máu loang lổ chuyện này rõ ràng là xương chia năm xẻ bảy đâm rách làn da bọn họ thế mới biết hóa ra trịnh mạc mỗi tiếp một quyền cccl ăng hàn cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ xương không thể chịu đựng mười quyền tích lũy cuối cùng hình thành biến chất để toàn bộ xương cánh tay vỡ nát từng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía lăng hàn ngay cả lãnh tiểu nhiễm âu dương hà câu hải cũng không ngoại lệ ngược lại là cổ phong ánh mắt cúi thấp xuống cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì lăng hàn cười nhạt nói còn đánh nữa không đánh trịnh mạc cắn răng hắn chỉ đứt đoạn mất một cánh tay phải, tuy cái này sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu, nhưng kế tiếp hắn không cần nhường lăng hàn, sau khi kéo dài khoảng cách, hắn có thể diệu pháp ra hết, chẳng lẽ còn thắng không được. Đến, lăng hàn ngoác ngoác ngón tay, hừ, trịnh mạc giơ tay trái lên, phù, có thần quang bao phủ, vẻ mặt hắn nghiêm nghị, đột nhiên ấn về phía lăng hàn. Thiên vân phá sơn thủ, ầm, bàn tay lớn ghim xuống, có quy tắc đại đạo quấn quanh, như trời xanh tức giận, hạ xuống thần phạt, xóa đi tất cả thế gian. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, lực lượng của đối phương không kém gì hắn, mà ở trên cấp độ quy tắc càng cao hơn, lại thêm hiện tại dùng tới bí pháp nào đó, đẩy sức chiến đấu tới mức độ cực cao, thật rất mạnh. Có điều, chẳng lẽ hắn không có pháp môn mạnh mẽ sao? Trong nháy mắt, một luồng ánh kiếm hiện lên, hóa thành vô số kiếm khí, vô cùng nhanh nghênh tiếp về phía bàn tay lớn kia. Lôi Đình Kiếm Pháp, hiện tại hắn dung hợp quy tắc hai giới, uy lực của Lôi Đình Kiếm Pháp nâng cao một bước bởi vì cái này không lại chỉ là quy tắc một giới, mà là quy tắc hai giới, phá hoại cùng sáng tạo, hình thành một tuần hoàn, như là sáng thế. Hắn không khỏi có một loại hiểu ra, kỳ thực hiện tại ma chủ cùng thánh nhân đều không phải sáng thế cảnh chân chính về mặt ý nghĩa, bởi vì sáng thế là đồng thời bao hàm hai loại quy tắc bản nguyên sáng tạo và hủy diệt. Xoạt xoạt xoạt, kiếm khí ngang dọc cửu trùng thiên, hiện tại lôi đình kiếm pháp cực kỳ bá đạo, căn cứ vào khoái tự kiếm pháp, dung hợp lực lượng thiên kiếp, lại thêm tuế nguyệt thiên thu, hơn nữa còn là lăng hàn tự nghĩ ra, ở trong tay hắn triển khai, uy lực tự nhiên là tốt nhất. Bàn tay lớn của trịnh mạc đè tới liền bị chém nát, ở thời điểm chụp lấy đã sớm không còn uy lực, thậm chí ngay cả góc áo của lăng hàn cũng không vung lên. Thật mạnh, nhiều vương giả đều hơi nhíu mày, mặc bọn họ khinh bị lăng hàn làm sao, nhưng đối mặt tình cảnh này cũng không thể không thừa nhận thực lực của lăng hàn. Nói đánh nhau cùng cấp, nhưng trên thực tế trịnh mạc chiếm hời lớn rất món, ở trên quy tắc chiếm hết ưu thế, cho dù hiện tại hắn đứt đoạn mất một cánh tay cũng có thể nghiền ép, nhưng lại ở trên một đòn cân sức ngang tài, cái này quá chấn động. Trên mặt Trịnh Mạc cuối cùng lộ ra vẻ nghiêm nghị, trước cho dù cánh tay đứt đoạn mất, hắn cũng nắm chắc 10 phần, cho rằng Lăng Hàn chỉ là thể phách mạnh mẽ một ít mà thôi, nhưng hiện tại, hắn thu hồi coi thường như vậy. Đánh nhau cùng cấp, đây là một kình địch, thậm chí có thể vượt qua mình. Điều này làm cho hắn không phục, thân là vương giả đỉnh cấp, tuyệt thế thiên kiêu hắn không cho phép mình ở đánh nhau cùng cấp bại bởi bất luận người nào. Hai mắt của hắn phát quang, cả người có từng đạo từng đạo tinh khí dựng lên, hóa thành mây mù, quấn quanh ở bên cạnh hắn. Oanh, khí thế của hắn nhất thời tăng vọt một đoạn. Rõ ràng chỉ là 10.000 ngôi sao đang phát sáng mà thôi, nhưng thực lực của hắn lại đột nhiên nhảy vọt một cấp độ. Bản mệnh tiên thuật của trịnh gia, hóa vụ quyết, không chỉ có thể tăng sức chiến đấu trên diện rộng, hơn nữa thân hóa mây mù, chư lực không tổn thương không nghĩ tới nhanh như vậy liền ép lá bài tẩy ra ngoài hết cách rồi từ khi chiến đấu bắt đầu trịnh mạc liền không có chiếm qua tiện nghi trên mặt hắn không nhịn được trao đổi ai cũng không nhịn được trịnh mạc hét dài một tiếng đột nhiên giết về phía lăng hàn hai tay chấn động phun ra hai đạo hào quang hóa thành hai thần mâu đâm nhanh về phía lăng hàn trên mâu quấn quanh từng viên từng viên thần văn có ánh sáng đại đạo đang lấp lánh đòn đánh này rõ ràng mạnh hơn lúc trước rất nhiều lần lăng hàn gật gù nhưng mảy may không sợ, so tiên thuật sao. Đến, nhìn ai nhiều tiên thuật hơn, oanh, trong cơ thể hắn tuôn ra hắc ám vô tận, trong nháy mắt bao phủ tất cả. Cực giả dạ chi ám, ba tháng này, hắn cũng gần như trong một ngàn năm tu luyện tiên thuật. Dưới bóng tối bao trùm, hết thảy đều biến mất, không nhìn thấy, không sờ tới, không nghe được, thật giống như toàn bộ thế giới đều không tồn tại, hoặc chính là bản thân không tồn tại. Ô, ta không nhìn ra hắc ám như vậy, có người kinh ngạc thốt lên, đó là một cường giả hằng hà cực cảnh, mặc dù mới tu ra hơn một triệu ngôi sao, ở trong nhiều vương giả thực lực lót đáy, nhưng so với lăng hàn mạnh hơn quá nhiều, nhưng lại cũng không cách nào nhìn thấu hắc ám, chuyện này là sao chơi. Mọi người nhìn lại, sau đó chăm chú vào chuẩn mặc, diệp toàn cùng lưu thành, đây là ba yêu nghiệt trong bọn hắn tu ra 300 vạn ngôi sao trở lên, có điều, ba người này đều dung sắc thận trọng lắc đầu. T, ngay cả bọn họ cũng nhìn không thấu, mọi người di động ánh mắt, nhìn về phía Âu Dương Hà, Lãnh Tiểu Nhiễm, Câu Hải, còn Cổ Phong, mọi người đều không quen bọn hắn, tự nhiên không tiện hỏi dò. Âu Dương Hà là bình dị gần gũi nhất nói, "Đây là một môn tiên thuật, có thể che đậy ngũ giác, nếu cảnh giới tương đương hắn, liền sẽ chịu ảnh hưởng, chỉ có ở trên đại cảnh giới vượt qua, mới có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng."